À, hôm nào mình bị vắng, mình có việc gì đó mình vắng, mình không vào học được, hoặc là mình muốn xem lại bài cho nó rõ hơn gì đó thì mình có thể xem lại lên đây. Trung tâm sẽ up lại cái clip, cái video quay lại, cái file record lại bài giảng rồi mình vào xem lại ha. Còn cái bài thầy viết này kia thì thầy vẫn up lại lên Classroom, thì bạn nào cần thì mình cứ lên đó mình xem lại ha, được chưa? Tập về nhà thầy cũng up lên đó, và mình nộp bài trên Classroom thì ai chưa biết nộp thì nhớ hỏi liên hệ anh thầy trợ giảng ha, thì Thành đúng không? Thanh hay là Thành em là Thanh hay là Thành em cũng Thành. đúng không? Rồi các bạn nào mà chưa biết nộp bài gì đó thì cứ liên hệ qua thầy Thành được ha, hoặc là lát nữa cuối giờ thầy Thành sẽ đăng lại một cái file, một cái bài là hướng dẫn hoặc là cái clip hướng dẫn sử dụng Classroom này kia lên đó cho tụi em để tụi em nộp bài ha, các chị nha. Rồi học ha, đầu tiên ôn tập nè. Bây giờ nhắc lại một số cái công thức lượng giác cơ bản. Thứ nhất là mấy cái cung liên kết nè, mấy cái này phải có nha, cái này mà không thuộc thì các bạn mới vô nữa nào, vô lát đá dưới ta bao nhiêu bạn rồi ta, 19 trừ 3 là 16 hả, cũng gần đủ rồi đó. Rồi đầu tiên nhắc lại cung liên kết. Cung liên kết thì mình có ba cái cung, nó ba cái loại mình cần phải nhớ kỹ thôi, còn mấy cái mà hơn kém nhau bi hoặc là hơn kém nhau bi chia 2 thì mình có thể vẽ vòng tròn lượng giác ra ha. Nhớ kỹ lúc học phương trình lượng giác hoặc là học tất cả những cái thứ gì liên quan tới lượng giác á, là mình phải cố gắng biết xài cái vòng tròn lượng giác nè, nó gọi là vòng tròn lượng giác. Là nó xài rất là mạnh nha, khi em học lượng giác em phải biết xài cái này ha. Rồi trục sin, trục cos, ô là góc đúng không, đúng không? Các cái giao điểm này nó là một một trừ một trừ một đó. Khi học lượng giác bắt buộc mình phải có cái vòng tròn lượng giác nha thì nó mới dễ học được. Rồi đầu tiên nói về cung liên kết thì mình có ba loại là đối, cos đối, sin bù, phụ chéo. Nhớ lại ha, cos đối này, nhớ cái tên trước, sin bù, phụ chéo. Rồi còn mấy cái mà hơn kém nhau bi hoặc là bi chia 2 thì mình tự vẽ cái vòng tròn ra mình nhìn cũng được. Nhưng có nghĩa là gì? Cos đối có nghĩa là gì? Mình nhắc lại nè. Hai góc, cos đối nghĩa là hai góc đối nhau á, cos nó sẽ bằng nhau. Các giá trị lượng giác còn lại nó là số đối với nhau hết, được chưa? Này đúng ra là không có nhắc lại nha, đúng ra nếu mà em học liền từ đầu sáu á là mấy thầy vô chỉ là dạy luôn á ha. Mà do đây nghỉ lâu quá rồi bây giờ phải nhắc lại chứ sợ quên. Mà chắc chắn là quên rồi chứ không chạy đâu hết. Ha. Rồi, hai góc đối nhau. Hai góc đối nhau thì chỉ có cos bằng nhau thôi, các giá trị còn lượng giác còn lại là số đối của nhau hết. Được chưa? Chỉ có cos của trừ alpha thì nó bằng cos của alpha, vân vân. Tan trừ alpha bằng trừ tan alpha. Và cotan trừ alpha bằng trừ cotan của alpha. Sin bù tương tự. Ok. Tức là hai góc bù nhau thì sin nó bằng nhau đúng không? Còn lại nó đều là số đối của nhau. Sin của 100, sin của bi trừ alpha thì bằng sin alpha. Cos của bi trừ alpha thì bằng trừ cos alpha. Tan của pi trừ alpha bằng trừ tan. Còn lý do tại sao nhìn lên một vòng tròn lượng giác như thế nào thì hồi lớp 10 đã nó được học rồi ha, cái này thì không có nói lại nha, khi nào dùng tới vòng tròn lượng giác thì sẽ nhắc lại sau. Trừ cotan của alpha ha. Rồi phụ chéo là sao, tức là hai góc phụ nhau thì sin bằng cos, cos bằng sin đúng không, sin của pi chia 2 trừ alpha thì bằng cos alpha, cos của pi chia 2 trừ alpha thì bằng sin của alpha.
tan bi chia 2 trừ alpha thì bằng cotan của alpha. Và cotan của bi chia 2 trừ alpha thì bằng tan của alpha. Được chưa? Rồi. Cùng liên kết. Tiếp theo là qua công thức cộng, công thức nhân. À, rồi công thức biến tổng thành tích, biến tích thành tổng. Đó. Những cái công thức đó thì bây giờ tụi em cũng có tài liệu của lớp 10 hết rồi, cho nên là bây giờ nhắc lại mấy cái đó luôn. Nói cái tên thôi nha, còn như thế nào thì em tự lấy tài liệu lớp 10 thì em coi nha. Công thức cộng nè, xem lại hết. Thức cộng, công thức nhân. Nhân thì có nhân 2, nhân 3 đúng không? Nhân thì có nhân 2 và nhân 3. Biến tổng thành tích. Và biến tích thành tổng. Biến tổng thành tích, biến tích thành tổng. Rồi. Ok. Nhớ lấy tài liệu của lớp 10 coi lại nha. Nha ha. Rồi, bây giờ bắt đầu qua cái phần của hôm nay. Nha, qua phần của hôm nay là phần số lượng giác. Qua luôn nha, mấy công thức kia tụi em tự coi lại ha, số lượng giác. Rồi, hàm số lượng giác thì trong cái file của thầy cũng có để cho tụi em hết rồi, cho nên bây giờ thì thầy sẽ giảng, còn tụi em sẽ xem trên cái file đó, được ha. Còn cái việc ghi chép thì mình sẽ có cái file rồi, thì tụi em có gì note lại thôi, ghi chép ngắn gọn lại thôi ha, được chưa? Chứ thầy không có cần phải chiếu cái file lên cho tụi em liên tục nha. Rồi, ok, thì thầy nói sơ nội dung. Hàm số lượng giác của mình thì nó có bốn cái hàm số, ở đây là hàm sin, hàm cos, hàm y bằng tan và hàm số y bằng cotan x. Bây giờ nó có bốn cái hàm sin, cos, tan, cotan. Và khái niệm về cái hàm tuần hoàn là cái gì? Thì cái khái niệm này nó nói sơ cho em thôi, bởi vì cái hàm tuần hoàn này nhiều trường họ không có dạy vì nó hơi khó được ha. Rồi, sau đó là bài tập. Thì phần bài tập của cái phần hàm số lượng giác này á, thì nó sẽ có thứ nhất là những cái bài tìm tập xác định của hàm số. Rồi xác tính chẵn lẻ. Được ha, xác tính chẵn lẻ. Rồi tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Thì giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất đây thầy cũng lựa ra một số bài, một hai vài bài thôi, nghe dạy thôi. Được ha. Okay. Rồi. Giờ tụi em xem cái file nha, tụi em tự tải cái file về tụi em xem nha. Vì thầy chiếu thầy viết trên này thôi cho nó nhanh. Được chưa? Ra hàm số lượng giác. Số lượng giác. Okay. Mình có bốn cái hàm ha, một là hàm số sin y bằng sin x. Có nhiều trường là giáo viên người ta lướt nhanh qua cái phần này luôn, họ nói rất là nhanh và họ qua thẳng cái phần phân định lượng giác luôn, nhưng mà do lớp mình là có mấy bạn năng khiếu là phong gia đình mình đó, tức là có mấy trường là có nhiều giáo viên họ dạy khó nữa, là mình thầy cũng phải dạy cho nó kỹ kỹ xíu ha. Rồi, hàm số y bằng sin x thì đầu tiên khi mà nói tới một cái hàm số á, thì mình có một số thứ mình quan tâm. Thứ nhất là tập xác định nè, thứ hai là tập giá trị,
À, tập xác định, tập giá trị. Rồi vậy thì tập xác định là cái gì? Tập xác định tức là cái giá trị, những cái giá trị nào của x làm cho y xác định, gọi là tập xác định, được chưa? Tức là x thuộc cái gì ấy? X thuộc tập hợp nào? Tập xác định ở đây đó là d bằng r, đúng không? Bởi vì x bằng bao nhiêu thì y nó cũng tính được hết, được chưa? Nhớ đây là x mình đo bằng radian nha, thì x nó mới thuộc r được nha. X ở đây tất cả đơn vị mình học từ bây giờ đi, đa số ha, hầu hết các cái góc mình học từ bây giờ nó đều tính bằng radian hết ha, không có để độ nha. Lúc cuối lớp 10 mình đã biết cái chuyện đó rồi. Thứ hai là tập giá trị. Tập giá trị là cái gì? Được ha, giá trị. Thì tập giá trị nó là với x, khi x chạy trên tập r thì y nó chạy ở đâu, đúng không? Thì lúc đó mình phải nhớ cái vòng tròn lượng giác. Phải nhớ cái vòng tròn lượng giác này. À, nhìn vòng tròn lượng giác nè. Bây giờ cái sin á, khi xác định giá trị của một cái góc bất kỳ, ví dụ xác định sin đi của một cái góc alpha, alpha, thì mình sẽ làm cái chuyện là mình đi chiếu cái điểm này trên hình tròn á, chiếu nó lên trên trục sin nha. Vòng tròn lượng giác này lớp 10 thì, không biết có bạn nào chưa học không, nhưng mà mình nghĩ chắc mấy bạn cũng có biết vòng tròn lượng giác này hết rồi. Nhiều góc alpha đi thì cái điểm của nó nằm trên vòng tròn lượng giác là điểm A này đi, được chưa? Thì muốn tìm sin của nó thì mình sẽ chiếu A lên trên cái vuông góc, lên trên cái trục sin đó. Thì cái điểm này, giá trị của nó trên cái trục số, trục sin này, nó chính là sin của góc alpha. Thì mình thấy là gì? Khi cái điểm A này á, khi cái góc này nó quay vòng tròn, nó quay xung quanh này, đúng không? Tức là khi điểm A này nó chạy vòng tròn, nó chạy xung quanh cái đường tròn này, thì cái điểm được chiếu lên á, nó sẽ chạy lên chạy xuống. Nó chỉ nằm trong cái vùng từ trừ 1 cho tới 1 thôi. Được không? Nó chạy lên chạy xuống này thôi, nó không có chạy ra chỗ khác được. Cho nên tập giá trị của sin x thì mình thấy là gì? Nó là khoảng đi từ trừ 1 cho tới tới 1. Được chưa? Tức là y nó thuộc trừ 1 tới 1 á. Hay có nghĩa là mình viết là trừ 1 bé hoặc bằng sin x bé hoặc bằng 1. Nhớ nha. Cái này thì dễ rồi, cái này học hết rồi cho nên mình qua được ha. Ok, tiếp theo là người ta nói gì? Hàm số tuần hoàn của chu kỳ là 2 pi. Người ta nói sin x là hàm số tuần hoàn của chu kỳ 2 pi. Tuần hoàn nghĩa là sao? Thì cái định nghĩa của hàm tuần hoàn nó như thế này. Đây mình biết sơ thôi nha, không cần phải đi vào kỹ. Ví dụ như hàm fx là một cái hàm số, được chưa? Thì hàm fx gọi là hàm tuần hoàn với chu kỳ t. Nếu với chu kỳ t nha, khi nào? Khi x fx bằng f của x cộng t, thì khi đó fx nó gọi là tuần hoàn với chu kỳ t. Được không? Vậy thì ở đây vì sao người ta nói là cái hàm sin x, hàm y bằng sin x này nó tuần hoàn với chu kỳ là 2 pi? À, vì là gì? Mình nhớ là sin của một cái góc alpha thì nó sẽ luôn bằng sin của alpha cộng với 2 pi, đúng không? Mà nếu cộng với 2 pi nó đúng thì mình cộng với 4 pi cũng đúng. Bởi vì mình lấy alpha cộng 2 pi mình cộng thêm một cái 2 pi nữa thì nó cũng vẫn bằng nhau tiếp, đúng không? Thì rõ ràng là nó sẽ cộng được một cái lượng k 2 pi luôn. Được chưa? Cộng một cái lượng k 2 pi luôn. Yeah, ví dụ cộng 4 pi cộng 8 cộng 6 pi cộng 8 pi cộng một cái lượng chẵn pi. K ở đây là một số nguyên, tức là k có thể là số âm. Nếu mà k âm thì ở đây nó thành là alpha trừ 2 pi trừ 4 pi trừ 6 pi trừ 8 pi, vân vân. Cộng trừ đều được ha, k là số nguyên. Bởi vì sin alpha bằng sin của alpha cộng k 2 pi cho nên mình nói là alpha là một cái sin nhầm, mình nói là y bằng sin x là một cái hàm tuần hoàn với chu kỳ 2 pi. Thì khi mình thấy vòng tròn lượng giác này cũng rõ ràng thôi. Với góc A nằm ở điểm này, góc alpha nằm ở cái điểm A này đi, thì khi nó xoay một cái lượng, xoay một cái vòng 2 pi theo chiều kim ngược kim đồng hồ ha, xoay theo chiều dương, xoay một cái lượng 2 pi thì nó sẽ quay về chính điểm A. 2 pi là một đúng một đường tròn, đúng không, là 360 độ đó. Quay đúng một vòng thì nó quay lại về điểm A, thì khi đó cái sin nó sẽ không đổi, được chưa? Rồi thì người ta nói là tuần hoàn của chu kỳ 2 pi, đúng không? Tuần hoàn với
Chu kỳ là 2π, có nghĩa là sin của alpha thì bằng sin của alpha cộng với k2π, với k là thuộc số nguyên, k thuộc z ha. Rồi. Rồi tiếp theo nói tới chuyện là hàm số này đồng biến hay nghịch biến trên khoảng nào. Thì muốn biết hàm đồng biến hay nghịch biến trên khoảng nào á thì dễ nhất là em cứ nhìn vô cái đồ thị của nó. Thì em thấy nè, cái đồ thị của cái hàm sin này, thì cái này cắt ra nha, vì ở đây em thấy cái đồ thị của hàm sin đây, y bằng sin x, đồ thị của nó hình sóng đúng không, nó là sóng, nó y như sóng vậy đó. Yeah, lên xuống liên tục. Rồi thì mình thấy gì ở đây là mình chọn ra một cái vùng để mình xét nè, khảo sát cái vùng tô đậm này được chưa, mình lấy cái vùng đi từ trừ bi cho tới tới bi thôi, trục ngang là x nha, trục đứng là y được chưa, mình lấy từ trừ bi cho tới bi mình xét thôi được ha. Thì rõ ràng là gì, mình thấy khi mà x đi từ trừ bi chia 2 nằm trong cái khoảng này này, nằm trong cái vùng này cho tới bi chia 2 thì hàm số nó đồng biến nè, thấy không? Tụi em thấy ha, nó đi lên nè, được ha. Cho nên mình sẽ thấy ngay là gì? Hàm nó đồng biến trên, đồng biến trên đâu? Trên khoảng từ thứ nhất là mình thấy dễ thấy nhất đó, là cái khoảng từ trừ bi chia 2 cho tới bi chia 2 là khoảng dễ thấy nhất rồi, được chưa? Nhưng mà cũng cái khoảng này thì ví dụ như đi tới đây nó dời qua một cái lượng 2π đi, vì cái hàm nó liên tục như thế này đúng không, nó lên xuống lên xuống lên xuống đúng không? Thì ở cái khoảng này nó đồng biến, chỗ này khó nói, cái chỗ này đồng biến đúng không, thì đem qua đây nó cũng đồng biến đúng không, khoảng này đồng biến nè, thì đem qua khoảng này nó cũng đồng biến, rồi đem qua khoảng bên này nó cũng đồng biến đúng không, đó những cái vùng này đều đồng biến hết, được chưa? Cho nên là mình thấy là gì, và cái hàm sin nó đồng tuần hoàn với chu kỳ 2π nữa, cho nên nó sẽ đồng biến trên cái khoảng từ trừ bi chia 2, đúng ra là từ trừ bi chia 2 cho tới bi chia 2 là dễ thấy nhất đúng không, nhưng mà vì nó tuần hoàn với chu kỳ là 2π cho nên là nó cộng k2π luôn. Tới khi dịch qua một cái lượng k2π thì nó cũng cái khoảng nó cũng đồng biến luôn. Hôm nay thì trên lớp một số thầy cô, nhiều thầy cô họ không có dạy đâu nha, họ dạy lướt lắm. Thầy nói sơ mà cái hàm sin thôi, còn hàm cos thì tụi em tự đọc cũng được. Và thầy nói mấy cái điều kiện xác định này nọ thôi. Đồng biến trên khoảng này và nghịch biến. Nghịch biến thì ngược lại mình sẽ thấy gì? Hàm này để nghịch biến thì mình sẽ thấy nó đi từ khoảng là ví dụ như đây thầy lấy tiếp đoạn tiếp theo là nó từ đoạn 3 bi chia 2 này mãi cho tới đoạn 3b chia 2 nó cũng là nghịch biến thấy không? Đây, nguyên cái khúc này thế đi xuống không? Đi xuống thì nó nghịch biến, được chưa? Thế thì đầu tiên nó cũng là khoảng đi từ bi chia 2 trước cho tới 3b chia 2. Mà cái hàm này tuần hoàn chu kỳ 2b cho nên khi mình cầm cái đoạn nhỏ này mình dịch qua một cái khoảng 2b thì cái đoạn này nó vẫn nghịch biến. Được chưa? Nó y chang cái hình dạng như vậy. Cộng k2b. Rồi, nghịch biến, đồng biến nghịch biến, và rõ ràng đồ thị hàm số y bằng sin x của cái hàm y bằng sin x này nó đi qua góc tọa độ và nó đối xứng tâm qua góc tọa độ đúng không, đối xứng tâm rõ ràng đúng không, nhiều điểm này đối xứng tâm qua, xứng tâm qua thì nó ra điểm bên này, được chưa? Nó cũng nằm trên đồ thị, được chưa? Cho nên là nhìn vào đồ thị thì thực ra đúng ra mình sẽ sát vào cái nhiều đồ thị trước cho nó dễ ha, còn lát thầy sẽ viết cái công thức tại sao nó là hàm lẻ. Thì hàm y bằng sin x là hàm số lẻ nhé. Định nghĩa về hàm chẵn, hàm lẻ không làm quá chắc quên hết rồi. Hàm số chẵn là hàm như thế nào? Thứ nhất là gì, thầy hỏi thôi coi mấy đứa học thầy nhớ không nha. Nam đâu, nhập ở đây nam chẵn là hàm gì nhớ ở đây không? Ừ.
Hàm chẵn là hàm f x là bằng f chữ x. À, nôm na là vậy đúng không? Tức là x bằng f chữ x. Nhưng mà muốn có x bằng f chữ x thì phải xét cái điều kiện gì trước? Muốn xét tính chẵn lẻ của hàm số thì phải làm gì trước? Đầu tiên tìm tập xác định. Tập xác định. Rồi sau đó làm gì? Sau đó là coi thử là với mọi x thuộc trong tập xác định thì trừ x nó có thuộc không, đúng không? Nhớ mấy đứa nhớ cách xét hàm chẵn hàm lẻ không? Đầu tiên này là phải tìm tập xác định này, được chưa? Thứ hai á là coi thử gì, với mọi x thuộc d, d bằng gì đó đúng không, với mọi x thuộc d thì trừ x nó có thuộc d không, đã kiểm tra điều kiện này. Nếu mà với mọi x thuộc d mà chỉ cần tồn tại một đứa nào đó trong x trong d mà nó số đấu của nó không nằm trong d là ngay lập tức kết luận là cái hàm này nó không chẵn không lẻ luôn, được chưa? Rồi thì từ đó nó có tương đương với cái điều kiện là gì, tức là cái tập xác định của nó phải đối xứng qua số 0. Ví dụ như nếu bên này bỏ trừ 1 thì bên kia phải bỏ số 1, nó phải đối xứng qua hai bên số 0, kiểu vậy ha. Rồi kiểm tra được cái điều kiện này, nếu đúng rồi bắt đầu mới đi kiểm tra tới điều kiện thứ ba là coi thử mình đi so sánh f trừ x với lại fx nó như thế nào với nhau. Nếu f trừ x mà bằng fx á thì hàm này là hàm chẵn, nếu f trừ x mà bằng trừ fx thì hàm này là hàm lẻ, mà nếu nó không có bằng mà nó cũng không là số đấu của nhau luôn thì hàm này cũng là không chẵn không lẻ. Yeah, nhớ cách xét hàm chẵn hàm lẻ nha. Lát mình có cái dạng bài tập là xét tính chẵn lẻ của hàm số nha, được chưa? Thế thì y bằng sin x là hàm lẻ vì sao? Đầu tiên là mình thấy gì, tập xác định của cái hàm y bằng sin x là bằng d bằng r thì r chắc chắn là tập đối xứng qua số 0 rồi, nó đối xứng qua đúng không? Thì với mọi x thuộc r thì chắc chắn là trừ x cũng thuộc r, hiển nhiên ha. Sau đó mình xem là kiểm tra cái điều kiện là f trừ x có bằng x không, thì ở đây mình thấy rõ ràng là sin của trừ x cốt đối sin bù phụ chéo đúng không, cốt đối gì, sin của trừ x phải bằng trừ sin x, hai này đối nhau cho nên nó ra hàm lẻ ha. Lát làm mấy bài xác tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác cũng phải trình bày rõ ràng nha, đủ ba bước ha. Để nhắc lại ha. Rồi tiếp tục. Tương tự thì em đọc trong tài liệu em sẽ thấy là gì? Khi người ta nghiên cứu một cái hàm số bất kỳ thì lúc nào cũng bị nhiều cái vấn đề ha. Tập xác định, tập giá trị, xem hàm có tuần hoàn không, các hàm số lượng giác đó nha, tuần hoàn không, nếu tuần hoàn thì chu kỳ là bao nhiêu, đồng biến nghênh khoảng nào, nghịch biến nghênh khoảng nào, cái đồ thị hàm số nhìn nó ra làm sao, nhìn ra làm sao. Thì đây mấy cái bài vẽ đồ thị hàm số của hàm số lượng giác đó, mình không có cần phải làm đâu nha, em chỉ cần biết cái hình dạng ra sao thôi, còn muốn làm nó thì từ từ sau này nếu cần thì mình mới học, chứ bây giờ mình không có cần phải học cái đồ thị này đâu, hay là không cần phải biết vẽ đâu, trong cái hàm bất kỳ mà không cần phải biết cách tính tiến này kia đâu ha, chưa cần thiết đâu. Rồi nghịch biến, đồng biến trên khoảng nào, được ha, và hàm này là hàm chẵn hay hàm lẻ hay là không có chẵn lẻ gì hết, được chưa? Rồi quan tâm tới bao nhiêu thứ đó. Thế tương tự em nhìn đây, nhìn xem số hàm, mấy hàm số khác ha. Ở đây có hàm cos y bằng cos x thì mình cũng có gì, đầu tiên cũng tập giá trị, tập xác định là hàm cos thì tập giá xác định của nó cũng là d bằng r, tập giá trị cũng là trừ 1 cho tới 1 y chang nha. Rồi hàm cos thì nó cũng là tuần hoàn với chu kỳ 2 pi, sin và cos lúc nào cũng là tuần hoàn chu kỳ 2 pi nha, sin cos đi chung với nhau tuần hoàn chu kỳ 2 pi, tức là cos của cái góc x cộng k 2 pi thì bằng cos x y chang hay cos cái sin ha. Rồi cos thì em nhìn cái đồ thị của nó hơi khác cái hàm sin một xíu, em nhìn nè, đồ thị hàm cos nó hơi khác đồ thị hàm sin. Đồ thị hàm sin á là nó đi qua góc tọa độ, đi qua ô đúng không, bởi vì sin của không độ thì bằng không, còn hàm cos đó là ngay cái góc tọa độ nó không có đi qua điểm ô mà nó đối xứng qua hai bên trục y, được chưa? Cái hàm cos nó đối xứng qua hai bên trục y, nó nhận trục oy làm trục đối xứng, được ha. Thì từ cái chuyện vì trục oy làm trục đối xứng cho nên là lát nữa mình có hàm số cos nó cũng là hàm chẵn, được chưa? Rồi đồng biến nghịch biến trên khoảng nào thì nó ngược lại, nó nhìn lên đồ thị thấy thôi. Ở đây người ta nó đồng biến trên khoảng từ trừ pi cho tới không đúng không, không cộng k hai pi á, sau đó người ta cộng với k hai pi vô là cộng với cái chu kỳ của nó ha,
trừ bi cho tới không thì em thấy nè, nó cũng là cái khoảng đi tăng đúng không, nhìn hình là mình thấy rồi. Và nghịch biến trong cái khoảng là từ không cho tới tới bi, từ không tới bi thì tịnh tiến theo một cái chu kỳ k hai bi thì nó cũng nghịch biến. Thế thì nó là không cộng k hai bi thì người ta biết là k hai bi cho tới bi cộng k hai bi. Yeah, đơn giản thôi, nhìn hình là thấy ha, mấy cái này cũng không cần nhớ cái thuật ngữ nghịch biến này lắm đâu. Hay là nhớ nhưng mà không cần phải kiểu quá là nó không có quá cần thiết ha, không có quá cần thiết lắm đâu. Rồi sau này tụi em làm thì em làm một hồi nó cũng nhớ, khi nào tăng khi nào giảm, nhìn còn lượng giác rồi em cũng tự hiểu à, chứ không cần phải học thuộc theo kiểu là như văn, không cần phải ngồi học thuộc lòng đâu nha, phải nhìn hình và hiểu. Rồi hàm này hàm chẵn, hãy nói rồi ha, hàm cos hàm chẵn vì sao? Cos của trừ x thì bằng cos x đúng không? Rồi, cái đó tự đọc nha. Ok, giờ tới hàm số tan. Tan và cotan thì nó lại đi một cặp với nhau, được ha. Tan và cotan nó đi một cặp. Giờ thì nói tới hàm số tan. Tan cotan thì nó phức tạp hơn sin cos ha. Sin hay là y bằng cos x, bỏ qua nha, cái này tự đọc. Thứ ba là hàm số y bằng tan x. Đối với cái hàm y bằng tan x á, thì giờ mình phải nhớ nè, cái tan là lúc nào nó cũng phải có điều xác định nha, sau này mình làm bài cũng vậy. Làm bài nào mà có tan là rất là nguy hiểm, phải ngồi suy nghĩ cho thiệt là kỹ. Rồi bây giờ đối với hàm tan thì trong hai cái, trong cái hình này thì có trục sin trục cos rồi, còn hàm tan, trục tan với trục cotan mình vẽ như thế nào thì phải nhớ cách vẽ lại nha. Trục tan là nó đi qua cái điểm x bằng 1 này nè, và nó song song với trục sin, được chưa? Còn trục cotan là nó đi qua điểm y bằng 1, sin bằng 1 á, song song trục cos nha. Đây là trục tan này, đây là trục cotan này, được chưa? Thì với một cái góc bất kỳ thì khi mình muốn xác định tan hoặc là cotan của góc đó á, thì mình sẽ đi chiếu nó lên, kéo dài nó ra để coi nó cắt tan hoặc cotan ở đâu, cắt cái trục ở đâu. Dạ. Ví dụ thầy xét góc này, nhìn kỹ nha. Đây là chỉ em xác định cái giá trị lượng giác của nó lên cái vòng tròn trước đã. Tan nó kéo dài lên vô cùng nha, chứ nó không có phải bị cục ở đây đâu nha. Rồi, giờ thầy cho góc alpha. Rồi thầy cho góc alpha ha. Muốn xác định tan hoặc là cotan của góc alpha này á, thì cách làm của mình là mình kéo dài cái tia này ra, đúng không? Rồi nó cắt cái trục vòng tròn lượng giác này tại điểm A đi, kéo dài OA ra, được chưa? Cắt đây ví dụ như tại điểm P và điểm quy đi, đúng không? Thì tan cotan thì mình sẽ xác định bằng cái giá trị cái tọa độ là gì ta, cái độ dài đại số của hai cái đoạn, rồi đây là điểm M đi, MP và điểm NQ. Cái này nhắc sơ nha, quan trọng là em biết cách kéo dài lên các hai trục tan cotan để xác định trước. Thì đối với hàm số tan á, y bằng tan, thì đối với tập xác định của nó thì mình thấy gì, khi mà cái điểm A này nè nó trùng vô điểm N thì cái tia ON nó song song với lại cái trục tan, thì lúc đó cái giao điểm của cái tia ON trục tan mình không có xác định được, đúng không? Nó không có cắt nhau, cho nên là lúc đó thì người ta nói là tan, lúc đó nó không xác định. Thì ở đây nó có hai cái vị trí làm cho cái tia nó không thể cắt trục tan được, à, nó có hai vị trí, đây là điểm N và đây là MNPQ, điểm K đi, N và K đi, đúng không? Có hai vị trí là
mình sẽ không xác định được tan. Và hai vị trí này nó nhìn lên vòng tròn thì nôm na nó là có hai điểm là b chia 2 và 3b chia 2 đúng không? Thế nên nếu bình thường tụi em chưa có biết cái việc là hàm nó tuần hoàn chu kỳ bao nhiêu á, mình thấy nó có b chia 2 và b chia 2. Và rõ ràng là hai cái điểm này cứ nó xoay một cái lượng là 180 độ, cứ nó quay một cái lượng bi thì nó sẽ quay về đúng cái điểm n hoặc điểm k này đúng không? N xoay đúng một cái lượng bi đi tới bi thì nó đi thì nó tới điểm k, k cộng thêm một cái lượng bi thì nó tới n. Nó cứ xoay qua xoay lại như thế, đúng không? Thì tại hai cái điểm này người ta sẽ nói là nó không xác định. Nó không xác định tan ha. Thì đầu tiên mình có tập xác định của hàm số tan nè. Xác định của nó là d sẽ bằng r hiểu đi. Hiểu đi hai cái điểm hồi nãy thì mình mới loại ra là không xác định đó, được ha. Thì hai cái điểm đó nó là bi chia 2 cộng với kb. Đúng ra là bi chia 2 cộng kb. Thì nếu như nãy em thấy là tại sao không có cái 3b chia 2 cộng kb, bởi vì gì? 3b chia 2 thì nó cũng được tạo ra từ b chia 2 cộng cộng một cái b đúng không? Với k bằng 1 thì rõ ràng cái 3b chia 2 này nó cũng được xác định như thế này rồi. Cho nên ở đây người ta xác định cái điểm bị loại ra là b chia 2 cộng kb. À, vậy tập xác định. Khi em gặp hàm số y bằng tan thì tập xác định của nó là r hiểu đi b chia 2 cộng kb. Lát nữa trục cotan nó cũng tương tự vậy nha, cũng có cái điểm bị loại. Để ý nha, sin với cos thì nó dễ bởi vì tập xác định nó đều là r hết rồi. Nhưng mà tan với cotan là nó phải có cái điểm không xác định ha. Trước đó mình học mình cũng biết từ trước rồi. Mình bấm máy tính nó sẽ ra error, nó không xác định được. Tập xác định, tập giá trị của hàm tan á. Thì hồi nãy tập giá trị của sin cos là đi từ trừ 1 cho tới 1 thôi. Đúng không? Nhưng mà giờ tập giá trị của hàm tan là nó là r luôn. Giá trị là r luôn. Các sin cos xíu nha. Rồi. Hàm số y bằng tan thì nó cũng tuần hoàn với chu kỳ. Hồi nãy sin cos là nó tuần hoàn chu kỳ 2π đúng không? Còn tan bây giờ nó tuần hoàn với chu kỳ là π thôi. Vì rõ ràng mình thấy là gì? Từ cái cách xét cái giá trị của tan của một góc thì mình kéo dài ra. Ví dụ như góc phía dưới này. Thì chọn góc alpha là góc này đi. Được chưa? Nếu alpha là góc này thì mình muốn xác định tan của góc này, cái alpha lớn này nè, thì mình sẽ kéo dài cái tia đối của nó ra đúng không? Mình vẽ cái tia đối của cái tia, giả sử đây là B đi, mình kéo dài tia đối của tia OB, mình vẽ tia đối tia OB thì nó cũng cắt trục tan tại cùng với cái điểm là tia OA đúng không? Thì mình thấy đây là góc alpha, thì cái góc lớn này, cái góc MOB lớn á thì nó là alpha cộng B. Thì khi cái điểm A này nó xoay một cái lượng B thì nó tới điểm B, và từ B xoay một lượng B thì nó về A lại đúng không? Thì cái tan nó không thay đổi, cái tan nó bằng nhau. Kìa không? Tan nó bằng nhau. Nhưng mình thấy là cái hàm tan á nó sẽ tuần hoàn với chu kỳ là B thôi, chứ không phải tuần hoàn chu kỳ 2B. Kìa ha, hàm tan tuần hoàn chu kỳ là B. Còn sin hồi nãy á thì nó phải xoay đúng một vòng thì nó mới về lại đúng cái giá trị sin của nó. Còn tan là nó chỉ xoay nửa vòng thôi là tan nó đã bằng lại cái tan của ban đầu rồi. Được chưa? Cho nên là hàm tan thì nó tuần hoàn với chu kỳ là cái file thầy có gửi rồi nha, cho nên có gì coi trên đó nha. Tuần hoàn với chu kỳ là B. Khác ha. Thì lát nữa hàm cotan nó cũng tuần hoàn chu kỳ B luôn. Sin cos nó đi một cặp và cotan và tan nó đi chung một cặp với nhau, nó giống giống nhau nha. Rồi. Hàm tan tuần hoàn chu kỳ là B. Rồi. Nói về hàm đồng biến hay nghịch biến thì mình lại xem cái vòng tròn lượng giác cho nó, xem cái đồ thị cho nó dễ ha. Thì đồ thị của hàm tan ở đây em thấy nè, nó từng khoảng ha. Từng khoảng ví dụ như từ trừ 3b chia 2 cho tới trừ b chia 2, rồi từ trừ b chia 2 tới b chia 2, rồi từ b chia 2 cho tới 3b chia 2. Bởi vì tại những cái điểm b chia 2 cộng kb này á, nó không xác định, cho nên những cái chỗ này là nó không có giá trị đâu ha. Nó không có tan, nó không có tính được. Thì từ cái đồ thị em thấy nè, cái hàm số y bằng tan x á, nó sẽ đồng biến trên từng khoảng một nha, chứ không phải đồng biến trên toàn r nha. Em thấy nè, nó uốn lên xong rồi tới cái khoảng tiếp theo nó cũng uốn lên đúng không? Thì người ta gọi là đồng biến trên từng khoảng ở đây. Ví dụ như lấy cái khoảng ở giữa làm chuẩn đi, là trừ b chia 2 cho tới b chia 2, thì sau mình cầm cái khoảng này mình
tĩnh tiến một cái lượng KB, bởi vì hàm này tuần hoàn với chu kỳ là bi, nên mình tĩnh tiến một cái khoảng là bi, xịt tới xịt lui bi thì cái đồ thị nó y chang như nhau hết. Nên người ta nói là hàm số này nó đồng biến trên từng khoảng, đồng biến chứ không phải đồng biến trên R nha, từng khoảng đó nó khác R nha, trên từng khoảng. Ừ, trừ bi chia 2 nè, đầu tiên cái khoảng nhỏ nhất là trừ bi chia 2, cho tới bi chia 2 là dễ thấy nhất đúng không? Sau đó vì nó tuần hoàn chu kỳ là bi cho nên mình cộng thêm KB, cộng thêm KB được chưa? Đồng biến trên từng khoảng bi chia 2 cộng KB cho tới bi chia, trừ bi chia 2 cộng KB cho tới bi chia 2 cộng KB. Nếu ở đây thầy không thích viết là trừ bi chia 2 và bi chia 2 thì thầy viết là từ bi chia 2 cộng KB cho tới 3B chia 2 cộng KB cũng được vậy. Không? Cái giá trị đầu tiên này nó chỉ là một cái đại diện thôi. Bởi vì sao? Nếu là cái khoảng ở trên này thầy lấy K bằng 1 thì nó sẽ ra ngay là trừ B chia 2 cộng với B nữa thì nó ra B chia 2. B chia 2 cộng B nó ra 3B chia 2. Sau đó nó cũng tuần hoàn chu kỳ KB. Thế thì viết sao cũng được nha. Cái thằng đầu tiên, cái góc đầu tiên đó, nó chỉ là cái giá trị đại diện thôi. Trong cái họ đó nha. Ít bữa mình học phân định lượng giá cơ bản thì nó gọi là họ nghiệm á. Yeah. Đồng biến trên từng khoảng này. Và hàm tan thì nó đi qua điểm O đúng không? Nhìn đồ thị của nó, đồ thị của nó đi qua góc tọa độ và nó đối xứng tâm qua góc tọa độ, cho nên hàm tan này là nó hàm lẻ. Bây giờ nhìn đồ thị thì thấy nó hàm lẻ rồi. Còn nếu mà chứng minh thì cũng dễ thôi đúng không? Hồi nãy mình có là gì? Đầu tiên tập xác định của tan là R hiệu đi B chia 2 cộng KB, tức là nó bỏ những cái điểm mà và những cái điểm này nó đối xứng hai bên ô, em thấy không? B chia 2 cộng KB thì nó sẽ sinh ra những cái điểm trừ 3B chia 2, trừ B chia 2, B chia 2, 3B chia 2 vân vân. Và những cái điểm này nó rõ ràng nó đối xứng hai bên góc tọa độ rồi, nó đối xứng hai bên ô, hai bên điểm không đúng không? Cho nên là cái điều kiện thứ hai nó thỏa mãn là gì? Với mọi x thuộc R, với mọi x thuộc D thì trừ x cũng thuộc D, thỏa mãn. Và sau đó là mình lại có là tan của trừ x thì bằng trừ tan x. Do hồi nãy nói từ đầu nha. Nên là hàm tan là hàm lẻ. Tương tự hàm cotan thì nó cũng giống vậy thôi. Nó khác một xíu ở chỗ là tập xác định. Hàm cotan. Hồi nãy hàm tan á thì mình thấy là xét giá trị của tan của một cái góc thì mình kéo dài các trục tan đúng không? Còn bây giờ muốn xác định giá trị cotan của góc đó thì mình kéo dài nó và cắt trục cotan. Thì ở đây chính là điểm quy. Yeah, ví dụ như góc alpha thì đây là điểm quy, thì giá trị đại số, độ dài đại số của nq nó chính là giá trị cotan của cái góc alpha, được chưa? Thì từ việc là xác định lên một cộng lượng giác như thế này thì mình thấy gì? Khi mà cái điểm quy này nó chạy xuống trùng với điểm m hoặc là trùng với cái điểm KPQMN gì đó hết chữ rồi ta, trùng với điểm l ở này đi, m hoặc là l ở này đi đúng không? Thì lúc đó cái OM hoặc là TOL nó sẽ không cắt được, nó sẽ không thể nào cắt được cái trục cotan, nó song song với cotan mất rồi. Thì lúc đó nó cũng không xác định được, giống như tan hồi nãy đúng không? Tan hồi nãy khi nó trùng vào hai cái điểm N và K thì nó cũng không cắt được trục tan, thì nó cũng không xác định. Bây giờ đối với hàm cotan cũng vậy. Thì tập xác định của hàm cotan nó sẽ là D hiệu đi, bỏ hai cái điểm hai bên M và L đúng không? Và những cái điểm đó mình sẽ biểu thị, biểu diễn bằng cách nào? Mình lấy cái giá trị tại M trước đi. Thì đây là góc không độ đúng không? Tại M nó chính là góc không độ. Từ không độ đó qua L thì mình cộng thêm một cái lượng là bi. Từ L quay về M chạy xuống tiếp thì nó lại quay, nó lại cộng thêm một lượng bi nữa đúng không? Tức là mình thấy gì? Cứ cộng một cái lượng bi hoặc là trừ một cái bi từ cái điểm M này thì nó sẽ sinh ra được điểm L hoặc là về được điểm M. Tức là nó bỏ được hai điểm này đúng không? Vậy thì tập xác định của nó sẽ là D hiệu đi, bỏ hai cái điểm hai bên đó, được ha. Hai điểm đó thì điểm đầu tiên mình đại diện nó là không độ đúng không? Không radian chứ. Đầu tiên là không radian. Thì nó cộng thêm với KB. Thì nếu không cộng KB thì mình rút gọn lại bỏ cái không đi. Nó chỉ còn lại là hiệu đi K, KB thôi. Ở đây là K thuộc Z nha. Tiếp theo như thế. Rồi ok, còn lại tất cả mọi thứ khác nó rất là giống như cái, rất là giống với cái hàm tan. Tập giá trị nó cũng là R đúng không? Nó cũng tuần hoàn với chu kỳ bi.
Còn cái việc đồng biến nghịch biến của nó thì mình nhìn đồ thị nó khác nha. Nó sẽ nghịch biến trên từng khoảng chứ không phải là đồng biến. Nó nghịch biến trên từng khoảng từ 0 cho tới pi tịnh tiến một cái lượng kb, tức là tịnh đồng. Ở đây là viết đồng biến ta, nghịch biến chứ ta. Trong cái tài liệu sửa lại cho thầy nha, cái chỗ mà nó ghi đồng hàm số đồng biến trên mẫu khoảng từ kb cho tới pi cộng kb á, em sửa lại nha, là nghịch biến với đồng biến nha. Sửa cái đó lại cho thầy nha. Hàm số nghịch biến trên mẫu khoảng kb cho tới pi cộng kb. Sửa lại ha, chỗ đó nó bị sai xíu nha. Rồi. Nghịch biến trên từng khoảng từ kb cho tới pi cộng kb. Và từ đồ thị hàm số no. Rồi ok, tiếp tục tới cái việc là đồ thị hàm chẵn hay là hàm lẻ. Thì ở đây mình thấy là đồ thị của cái hàm số y bằng cotang của x này nó nhận ô làm tâm đối xứng, đúng không? Nó bằng là đối xứng tâm qua điểm ô và góc tọa độ ô. Cho nên đồ thị cái này nếu mình nhìn vô cái đồ thị không thì mình cũng thấy nó là hàm lẻ. Còn nếu mà để xác định bình thường thì mình nhớ là cotang của trừ x thì bằng cotang bằng trừ cotang x, nên nó là hàm lẻ. Được ha. Rồi. Còn cái lý thuyết phía dưới này là tính tuần hoàn và chu kỳ của hàm số lượng giác này kia thì thôi mấy cái này bạn nào nếu mà mình thích đó, thì mình tự đọc thôi. Cho nên không có đi sâu vào cái phần cái tính tuần hoàn này ha. Tuần hoàn thì nãy giờ mình cũng biết rồi, hàm sinh, hàm cos thì tuần hoàn với chu kỳ là 2 pi. Hàm tan, hàm cotang thì tuần hoàn với chu kỳ là pi, được chưa? Còn mấy cái phía dưới này nó nói thêm gì đó thì thôi, cái đó em khỏi cần nha. Ok, bây giờ bắt đầu mình làm mấy cái bài ví dụ. Làm mấy cái ví dụ ha. Cái loại bài đầu tiên là bài tìm tập xác định của hàm số. Thì để làm mấy cái bài tìm tập xác định của hàm số á thì nó có một số thứ như sau, ví dụ như trước hết đó là các cái điều kiện xác định thì nó cũng giống như các cái biểu thức từ sớm giờ mình học thôi, từ xưa giờ mình học ha. Các biểu thức từ xưa giờ mình học đầu tiên cũng là gì, các cái mẫu số với các không nè, cũng là các cái biểu thức trong căn cũng phải không âm nè, đúng không? Tất cả những thứ đó đều phải có hết. Nó còn thêm một cái chuyện nữa là gì, ngoài cái chuyện là biểu thức trong căn không âm, mẫu số các không, thì ngoài ra đối với hàm số lượng giác hồi nãy mình học á thì nó còn thêm một số điều kiện đối với hàm tan và hàm cotang nữa. Thế thì nhớ khi nào mà thấy xuất hiện tan hoặc là thấy xuất hiện cotang thì em phải nhớ là nó có một cái điều kiện xác định cái đó nữa. Được chưa? Đối với hàm tan thì gì? Thì cái cung phía trong á, cái cung phía trong cái tan á nó phải khác những cái điểm là pi chia 2 cộng kb. Được chưa? Còn những cái còn gặp cotang thì những cái cung phía trong cotang nó phải khác những cái điểm là kb. Rồi. Như có nhiều bạn không hiểu cái chỗ là vì sao cộng kb, vì sao cộng k2b, làm sao xác định, đúng không? Bây giờ nói sơ về cái chuyện mà cái vòng tròn lượng giác mình sử dụng. Khi mình đề cập tới vòng tròn lượng giác á ha, và đề cập tới một cái điểm, một cái nghiệm ở trên vòng tròn lượng giác á. Một cái điểm bất kỳ trên vòng tròn lượng giác thì cái giá trị của cái góc đó á, thì bây giờ mình nhớ nè, mình cũng phải xác định ví dụ như hai cái góc nó khác, nó giống nhau hay là nó khác nhau, giá trị lượng giác nó giống nhau hay khác nhau á thì nó chỉ phụ thuộc vào vị trí của cái múc của cái góc đó thôi. Ví dụ như góc này đi thì cái đầu múc của góc nó nằm trong vòng lượng giác, nó là cái điểm này, đúng không? Thì những tất cả những cái góc nào ở cái vị trí này, cái đầu múc nằm ở vị trí này thì giá trị lượng giác nó đều giống nhau hết. Thời gian mình mới xác định được cái điểm đó. Đây là sin, được, thầy cho đây là pi chia 3 đi, đây là góc pi chia 3. Chỗ góc alpha này bằng pi chia 3 nha. Thì sau đó bây giờ nếu thầy gặp mỗi góc là alpha bằng pi chia 3, pi chia 3 cộng 2 pi ra bao nhiêu ta? Pi chia 3 rồi ra 7 bằng 3 pi. Thầy có mỗi góc beta khác nó bằng 7 pi chia 3. Đúng không? Thì rõ ràng là hai cái góc alpha và beta đó nó đều nằm tại ngay cái điểm này hết. Beta nó cũng chính là này luôn, mặc dù nó đã xoay một cái vòng như thế này rồi. Này, cái góc beta nếu mà vẽ ra nó phải như thế này nè.
Đó, nó xoay. Xong rồi. Đó, nó xoay như thế này. Nếu góc beta nó phải xoay như vậy đúng không? Nó xoay theo chiều kim, ngược chiều kim đồng hồ, chiều dương lượng giác đó. Rồi. Thế thì góc alpha và góc beta, mặc dù nhìn số đo nó khác nhau đúng không? Nhưng mà muốn xác định những chiều lượng giác của nó, nhìn coi nó ra như thế nào á, thì mình chỉ quan tâm tới cái vị trí của nó trên cái điểm múc của nó trên một cầu lượng giác thôi. Được chưa? Vậy thì tại những cái điểm này nè, tại những cái điểm ví dụ như tại điểm A đi, thì nó sẽ có những cái góc nào thỏa mãn cái điểm A. Được chưa? Thì một cái điểm A đó thôi, thì tất cả những cái góc có cái dạng là bi chia 3 cộng k2bi á, nó đều biểu diễn bởi cái điểm A hết. Nó đều tại điểm A hết đúng không? Bi chia 3 nè là thành alpha, được chưa? Xong bây giờ thầy cộng k2bi, tức là thầy quay một vòng thì nó cũng về A. Hoặc là thầy quay ngược lại một vòng nó cũng về A. Quay tới hai vòng nó cũng về A, quay tới ba vòng nó cũng về A đúng không? Cho nên khi mình làm việc với mấy cái bài lượng giác á, và sau này bữa sau mình học mấy cái công thức phương trình lượng giác cơ bản á, thì những cái nghiệm của nó chính là những cái điểm biểu diễn trên cái vòng tròn lượng giác thôi. Ví dụ như hai nghiệm khác nhau, nhưng mà khi em vẽ lên vòng tròn lượng giác á, cái điểm múc của nó trong vòng tròn lượng giác nó trùng nhau, thì hai cái đó là một, mình tính là một nghiệm thôi. Được chưa? Thì sau này nó gọi là một cái họ nghiệm á, sẽ gọi là họ nghiệm. Được ha? Thế thì mình thấy một điểm A này thôi, nhưng mà nó là nguyên một cái họ bi chia 3 cộng k2bi luôn, nó có vô số giá trị ngay đó. Được ha? Rồi bây giờ quay lại. Như ví dụ như câu A này đi. Tìm tập xác định của hàm số. Thì hàm số này đầu tiên thấy không có sin, không có tan, không có cotan đúng không? Thì điều xác định của nó chỉ gồm những cái mẫu số khác không và mấy cái trong căn thôi. Thì ở đây chỉ có mẫu là gì? Mẫu cái chuyện là cos x khác khác không thôi đúng không? Cos x khác không. Vậy thì bây giờ mình coi cos x khác không khi nào? Đó, bây giờ quan trọng chỗ này nè. Cái góc bây giờ mình coi nó bằng không khi nào trước đã. Cos x bằng không khi nào? Khi cái điểm nó nằm ở vị trí nào, được chưa? Nhớ nha, mình xác định cái điểm rồi từ cái điểm đó mình suy ra cái góc sau, được chưa? Nhìn lên rồi lượng giác em thấy nè, ô là cái này. Thì để cos x bằng 0 thì cái điểm của góc x á nó phải nằm ở đây, cái điểm múc nó phải nằm ở đây đúng không? Hai điểm này. Đó. Tại hai cái điểm M và N này thì cos x nó sẽ bằng 0 đúng không? Mình chiếu xuống trục cos, chiếu vuông góc xuống thì nó ngay điểm O. Được chưa? Vậy thì để cos x khác 0 thì cái góc x của mình á, cái đầu múc của góc x khi chiếu lên lượng giác á, nó không có được trùng hai điểm MN, tức là x nó phải khác hai điểm MN đi. Được chưa? Vậy thì rõ ràng là để x khác hai cái điểm MN đó thì cái góc x nó sẽ khác cái gì? Cái này đúng ra nó thuộc về phương trình lượng giác luôn á. Nhưng mà do học trước ở đây cho nên chương trình mình hơi ngược ngược sao á. Thì mình thấy x nó phải khác những cái góc nào, được chưa? Đầu tiên mình lấy cái điểm M đi. Em thấy nè, điểm M và điểm N nó có một cái mối liên quan với nhau là nó cách nhau một cái khoảng đều bằng bằng bi đúng không? Y chang cái tan và cotan á, nó tuần hoàn chu kỳ bi đúng không? Từ M qua N là mình đi một cái khoảng là bi. Từ N quay về M lại, mình lại đi tiếp là bi tiếp. Đúng không? Rồi nó cứ xoay qua bi thì nó tới N, rồi xoay qua bi tới M. Được chưa? Thế thì mình chỉ cần lấy một cái giá trị nhỏ ngay chỗ M mà làm đại diện thôi. Thì dễ nhất ở đây là mình thấy góc này là góc vuông đúng không? Tức là nó là bi chia 2. Thì giá trị đại diện của nó đây là bi chia 2. Sau đó mình lấy cái bi chia 2 này mình cứ cộng thêm một cái kb nữa là tự động nó ra điểm N và nó xoay quanh MN liên tục với nhau. Thế thì ở đây x nó sẽ khác bi chia 2 cùng kb. Chỗ này hiểu không ta? Cái phần này nó hơi khó hiểu nha. Bởi vì nó liên quan tới, thực ra nó chính là phương trình lượng giác luôn á, dấu khác với dấu bằng cũng nhiều chuyện thôi. Được ha. Dạ, ai đây thầy đang muốn nói về là gì? Tức là khi mình muốn xác định là cái điểm đó, cái góc nó bằng cái bao nhiêu độ hoặc là bằng cái trị thế nào đó. Hoặc là cái góc x, cái đầu múc của nó phải khác những cái vị trí nào thì mình chỉ quan tâm tới cái vị trí một phần giác thôi. Rồi từ những cái vị trí đó mình phải sinh ra cái giá trị tương ứng của vị trí đó. Giờ như đây là khác hai cái vị trí MN thì hai vị trí MN này nó sẽ tương ứng với cái giá trị là bi chia 2 cộng kb. Mình làm được cái bài này thì sau này học phương trình lượng giác mình sẽ tự động mình biết làm à. Câu B này, x khác cái này ha. Câu B điều kiện xác định ở đây, ở đây thì nó có gì? Thứ nhất là phải có mẫu số, thứ hai là có căn nữa đúng không?
Thì mình thấy là gì? Một cộng sin x chia cho một trừ sin x. Mà sin x thì mình nhớ lại là nó đi từ trừ 1 cho tới 1 thôi. Sin x đi từ trừ 1 cho tới 1. Cho nên là một cộng sin x nó cũng lớn hơn hoặc bằng 0, mà một trừ sin x nó cũng lớn bằng 0 luôn. Cả hai đứa này đều lớn bằng 0. Thì cái phân số này hiển nhiên nó đã lớn bằng 0 rồi. Cho nên cái điều kiện đặt cứ thức trong căn không âm là mình bỏ qua, được chưa? Mình cho nó qua luôn. Hoặc là nếu thì mình viết lại mình chứng minh. À. Rồi với cái điều kiện ở đây nó chỉ còn lại là gì? Một trừ sin x khác không thôi. Thì cái phân số trong căn nó đã không âm rồi ha, tự động nó không âm rồi. Nè. Khác không. Từ đó tương đương với sin x phải khác khác một, được chưa? Bây giờ lại quay về cái chuyện sin x khác một, nhìn lên rõ lượng giác. Sin x khác một khi nào? Được ha, nhìn lên đây. Tiếp tục. Bây giờ mình coi nè, sin x nó bằng một khi nào? Khi nó tại điểm nào thì nó bằng một, đúng không? Một đây, trừ một, trừ một. Nhưng mình thấy sin x bằng một khi nào? Khi và chỉ khi cái góc của mình á, cái đầu múc của nó chỉ nằm được ở một vị trí duy nhất là điểm M thôi, thì sin x mới bằng một, đúng không? Thì tại cái vị trí điểm M này thì có những cái điểm nào, những cái góc như thế nào thì cái đầu múc của nó là điểm M em gọi là giác. Thì mình thấy mình đầu tiên mình cũng lấy là M là cái góc trước này. Thì với cái điểm M đó, cái góc nhỏ nhất mình thấy được là dễ nhất mình thấy được ha, là cái góc bi chia 2 này, đại diện của nó là bi chia 2. Được chưa? Rồi từ M mà muốn quay lại về M chỉ có một điểm duy nhất thôi mà, đúng không? Chứ đâu phải giống như hai điểm hồi nãy. Hồi nãy là hai điểm M và N, có điểm N phía dưới nữa thì nó quay một cái lượng là bi thôi, là nó tới N rồi. Bây giờ chỉ có M thôi, một mình nó thôi. Thì nó phải quay một cái vòng tròn luôn, quay đúng một vòng nó mới về lại chính nó. Tức là quay đúng một cái vòng 2π. Thế thì mình thấy là gì? Nó phải cộng K2π luôn thì nó mới về được nó. Thế thì x phải khác em π chia 2 cộng K2π. Bởi vì tất cả những cái góc ở dạng π chia 2 cộng K2π thì nó đều biểu diễn lên trên hình này, thì nó đều ở cái vị trí điểm M hết. Được chưa? Π chia 2 thì là điểm M rồi, cộng K2π cũng về nó mà trừ K2π cũng chính là nó. Được ha? Thì quan trọng cái giá trị bi chia 2 mình chọn ngay đầu nè, mình chọn mấy cũng được hết, miễn sao nó là một cái đại diện ban đầu thôi. Dù ngay đầu thầy không thích chọn bi chia 2 thì chọn là trừ 3 bi chia 2 cộng với lại K2π. Được chưa? Thầy chọn như thế này được không? Nếu mà thầy chọn trừ 3 bi chia 2 á, thì góc trừ 3 bi chia 2 xác định thế nào? Góc âm thì mình sẽ đi ngược chiều lượng giác, đúng không? Ngược chiều âm lượng giác thì mình sẽ đi từ đây, mình đi ngược lại một cái lượng 3 ở bi chia 2. À, thì nó cũng chính là điểm M. Được chưa? Trừ 3π chia 2 cũng chính là điểm M này, rồi sau đó mình lại cộng K2π thì nó cũng chính là những cái điểm này thôi. Nhưng mình thấy là cái giá trị đầu tiên á, π chia 2 hay là trừ 3π chia 2 hay là thậm chí là 5π chia 2 vân vân, nó đều là cái điểm M hết. Thế thì mình chọn cái giá trị đầu tiên là π chia 2 hay trừ 3π chia 2 hay là 5π chia 2 hay là bất kỳ một cái gì em cũng chọn được hết. Nó như nhau. Được ha. Quan trọng là em xác định đúng được cái chu kỳ phía sau. M muốn quay về chính nó chỉ có đúng một cách là cộng K2π thôi. Còn bài hồi nãy là nó có hai điểm M và N, mà hai điểm M N đó nó cách nhau đúng một khoảng π hết, cho nên nó chỉ cần cộng KB là nó xoay về nhau rồi. Được ha. Chỗ này nó hơi khó hiểu nha, mới học cứ từ từ. OC. Hàm của mình là y bằng tan cộng với tan của x cộng b chia 3. Thì nhớ lại hồi nãy mình học là gì? Gọc hàm số tan, điều kiện xác định của hàm số tan là đây. R hiệu dB chia 2 cộng cộng KB. Tức là những cái giá trị của cái cung trong cái tan á, nó phải khác cái bi chia 2 cộng KB. Được chưa? Nó phải khác bi chia 2 cộng KB. Thì từ cái lý thuyết đó mình nhớ luôn. Nếu mà từ lý thuyết mình viết ra thì rất là dễ rồi. Thì xác định ở đây chỉ là gì? X cộng bi chia 3 là cái cung phía trong cái tan này, được chưa? Này nè. Ha. Nó phải khác bi chia 2 cộng với KB. Y chang lý thuyết thôi, đó là theo lý thuyết, được chưa? Còn nếu mình muốn nói về cái hình ảnh á, hình vẽ tiếp á, thì mình lại thấy nè, hồi nãy tương tự cái trục tan nè. Để tan xác định thì cái góc ở trong nó phải khác hai cái vị trí, ở đây là điểm M và điểm N, đúng không? Trục tan là trục đứng như thế này. Trục tan là trục ngang ở dưới. Đó thì mình lại vẽ hai trục tan và cô tan để mình nhìn.
tập nhìn cho nó quen nha, bởi vì làm mấy cái này mà em không có vòng tròn định giác á, em làm lượng giác, sau này em làm phân giải lượng giác mà em không có công cụ vòng tròn định giác á, em làm rất là khó, khó trong cái việc loại nghiệm, chọn nghiệm á. Yeah. Thì rõ ràng là gì, để toàn xác định thì cái giá trị của cái cung nó cũng khác hai cái điểm M và N, nó phải khác hai điểm này đúng không, bỏ hai điểm này đi, thì bỏ hai điểm này cũng chính là bỏ cái, những cái điểm là bi chia 2 cộng KB, đúng chưa, nó y chang câu A, từ đó tương đương ra giải ra x khác gì, x khác chuyển vé qua là bình thường nha, bi chia 2 trừ bi chia 3 cộng với KB làm như bình thường, tương đương x khác bi chia 6 đúng không cộng KB. Vậy thì cái xác định của nó là x khác bi chia 6 cộng KB. Đơn giản ha. Còn câu D cuối cùng, câu D ở đây là y bằng tăng x cộng cô tăng x, thì điều kiện xác định ở đây là hợp hai cái điều kiện lại thôi đúng không. Điều kiện xác định hồi nãy theo lý thuyết mình có là cứ có tăng x thì x nó phải khác bi chia 2 cộng KB, được chưa, và có cô tăng x cho nên là x phải khác KB. Ở đây nhớ mấy cái K này á, là đều là thuộc Z hết nha, do thầy nãy giờ thầy quên viết á, từng từ viết vô nha, K thuộc Z. Rồi ở đây mình thấy là gì, ở đây nó xuất hiện cả tan và cô tan, cho nên điều kiện xác định của nó phải đều là, phải đồng thời là x khác bi chia 2 cộng KB và khác KB luôn, nó là hợp hai cái điều kiện xác định của cái hàm tan và hàm cô tan hồi nãy mình học lý thuyết đúng không. Rồi thế thì thực ra mình để như thế này cũng được, em kết luận là vậy, x khác bi chia 2 cộng KB và x khác KB, để vậy cũng được, nhưng mà nó có một cách như thế này, giờ thì nói thêm để có gì mình làm nó tăng cái sự hiểu của mình lên. Bây giờ thì mình sẽ có một cách để mình hợp hai cái này lại với nhau, hai điều kiện này lại với nhau. Có một cách để mình hợp hai cái điều kiện này lại, được ha. Đây. Bây giờ nói, nếu mà nói về cái vị trí, nói về cách chọn cái vị trí ha. Để xóa cái này cho. Nói cách chọn vị trí ha. X khác bi chia 2 cộng với KB, tức là x khác hai cái điểm này. Mình bỏ hai cái điểm MN đúng không? Được chưa? Tiếp theo là x khác KB. KB biểu diễn là một tròn lượng giác, nó chính là hai điểm P và Q này. Bỏ hai điểm này. Được chưa? Tức là gì? Tức là cái giá trị, cái tập xác định của mình nó phải loại bốn cái điểm này đi. P, MN, PQ, loại bốn điểm này đi. Mà để biểu diễn bốn điểm này thì mình còn một cách để biểu diễn một lúc ra bốn điểm luôn. Bây giờ gom lại. Em thấy nè, bốn điểm này nó xoay tuần hoàn với nhau nè. Từ P qua tới M thì nó đi đúng một góc 90 độ đúng không? Tức là một góc bi chia 2. Từ M qua Q nó cũng đi đúng một cái quãng đường là bi chia 2. Q qua N cũng là bi chia 2, N qua P cũng là Q, cũng là bi chia 2. Được chưa? Tức là bốn điểm này nó tuần hoàn với nhau theo chu kỳ là bi chia 2. Được chưa? Thế mình chỉ cần chọn một cái điểm đầu tiên làm cái giá trị đặc đại diện, sau đó mình xoay một cái chu kỳ bi chia 2 là tự động nó ra cái giá trị, nó ra cái hợp lại. Như thay vì mình viết là x khác hai cái này thì mình có thể gom lại thành x khác giá trị đầu tiên đại diện á, em có thể chọn điểm P thì nó là 0 độ, hoặc là em chọn điểm M thì nó là bi chia 2 nha. Nếu thầy chọn điểm P thì nó là 0, không radian đúng không? Thì nó là 0 cộng với chu kỳ của nó là K bi chia 2 nhân với một cái chu kỳ bi chia 2 nha, cộng một chu kỳ bi chia 2 vô. Thì lúc đó mình có thể bỏ số 0 đi, mình viết gọn lại là x khác K bi chia 2 thôi. Tự động nó sẽ ra. Được. Còn nếu mình thích chọn cái điểm M, điểm đầu tiên làm cái đại diện của nó, thì có thể mình viết là bi chia 2 cộng KB chia 2 cũng được đúng không, hoặc là đại diện đầu tiên mình chọn bi, đó là mình chọn điểm Q, bi cộng KB chia 2 cũng được, em chọn cái giá trị đầu tiên nào cũng được hết, miễn sao nó là một trong các cái giá trị trong cái họ nghiệm đó, trong cái đại diện đó là được. Được ha, hiểu không, hiểu KB chia 2 ha. KB chia 2 thì nếu K bằng 0 trước, K bằng 0 thì nhớ là điểm P, K bằng 1 thì nó chính là điểm M, K bằng 2 nó là điểm Q, K bằng 3 nó là điểm N, K bằng 4 nó quay là điểm P, vân vân. Cứ như vậy với K thuộc Z. Yeah. Số âm cũng vậy ha. K bằng trừ 1 thì nó chính là điểm N đúng không? K bằng trừ 2 nó chính là điểm Q.
đó mình xoay như vậy. Thì ở phần này nó hơi khó hiểu một xíu ở cái chỗ mà cái chu kỳ á, mình mới học nó chưa quen, bởi vì trước đó lớp 10 có nhiều bạn chưa có làm quen với mấy cái vòng tròn lượng giác. Còn ai mà làm quen vòng tròn lượng giác rồi thì cái chỗ này nó cũng tương đối nó không có quá khó hiểu ha. Rồi mấy em xem lại một xíu, xong đó mình làm thử cái bài, tự viết thử cái bài ví dụ 2 ha. Tìm tập xác định của hàm số ví dụ 2. Ngồi tự viết lại thử nha. Đây, ví dụ 2. Được chưa? Vừa sửa mấy bài trên và vừa ai xong rồi thì làm cái ví dụ 2 ở dưới. Suy nghĩ, cảm nghĩ cho kỹ nha, cứ từ từ, khúc đầu này nó hơi khó học nha. Ok. Đoạn này nó hơi khó học nha. Cố gắng nha. Bởi vì đúng ra nếu mà tụi em học cái chương trình giác trước á, rồi tụi em làm mấy cái khác này á, thì em xác định cái điểm nó dễ hơn. Nhưng mà bây giờ nếu mình do người ta xếp chương trình nó bị ngược á, thì bây giờ thì dạy cái này trước. Nhưng mà khi mình có cái kiến thức của cái phần này rồi á, rồi mình quay qua mình học cái chương trình giác á, thì lúc đó em đã hiểu cái cách mà chọn nghiệm, cái cách mà chọn điểm trên vòng tròn lượng giác rồi á, thì học qua cái kia nó là dễ. Được không? Hơi khó khăn xíu nha. Có bạn nào mà không hiểu không? Bạn nào chưa hiểu cái chỗ nào để thầy nói lại? Thì khúc này á, nó là hình ảnh thôi, và tự hình ảnh nó sinh ra cái họ nghiệm mình với tự mình nhìn.
mình phải thấy là nó tuần hoàn chu kỳ bao nhiêu, nó xoay bao nhiêu, nó xoay như thế nào. Đó là mấy cái đó mình phải cố gắng mình tự ngẫm nghĩ ra, được ha. Hồi đó thầy đi dạy mấy cái này thầy cũng nhầm, thầy đi học á, thầy đi học ở trường hồi xưa á, mấy cái này thầy cũng tự ngồi thì ngẫm nghĩ ra, chứ họ cũng không có thầy cô nào kiểu dạy mấy cái này hết. Họ chỉ vô họ viết vào ra rồi từ đó mình cũng phải tự mình ngẫm nghĩ, suy nghĩ ra cách của mình để mình hiểu ha. Chứ mấy cái này mà mỗi người sẽ hiểu một kiểu, có một cách để mình hiểu nó khác nhau. Có bạn nào mà nãy giờ mấy cái chỗ mà chọn KB, KB chia 2 rồi này kia đó, mấy cái chỗ đó có bạn nào không hiểu gì không? Không biết tại sao nó xoay được như vậy, tại sao nó lấy được những cái KB và những KB chia 2 như vậy không? Bạn nào không hiểu gì phải hỏi. Có bạn nào không hiểu cứ mạnh dạn hỏi thầy, nhắn tin riêng với thầy rồi thầy trả lời thôi, chứ đừng có sợ ngồi không nha. Mấy cái chỗ này nôm na nó là chọn, thay vì là chọn số như hồi trước giờ mình làm mấy cái bài giải phương trình với số đúng không, chọn số khác này khác mấy, x khác 1, x 2, x 3, thì bây giờ nó là khác nguyên một cái họ số luôn, nguyên một cái họ nghiệm luôn. Mà có cái họ nghiệm đó, cái nó là họ nghiệm ha, cái họ nghiệm đó nó được biểu diễn bằng những cái điểm trên vòng tròn lục giác, tức là một điểm thì nó sinh ra một cái họ nghiệm luôn. Em hiểu không? Khác nhau chỗ đó ha, chứ không phải là cứ khác một điểm đó là chỉ khác một cái giá trị nha. Giờ không phải cứ khác điểm M là nó chỉ khác B chia 2, nó phải khác nguyên cái B chia 2 cộng KB luôn. Tức là tất cả những cái góc B chia 2 cộng KB có dạng như vậy thì nó đều phải khác hết. Hiểu không? Ủa à, khúc này nó hơi khó khăn xíu. Để thầy nói thêm bài nữa rồi mình đi nhanh qua khúc này. Để làm ví dụ 2 nữa, nó nghĩ dễ lao xíu nha. Rồi vào làm mấy bài chẵn lẻ, mấy bài hàm chẵn hàm lẻ thì nó dễ làm hơn. Được ha. Rồi câu ví dụ 2, câu A. Câu A. Bây giờ bạn nào làm rồi để thầy kêu thử trả lời thử hiểu không nha. Đại Hưng. Đại Hưng đâu ta? Nguyễn Đại Hưng. Ồ, chưa làm hả? À? Chưa làm là không biết làm hay là không, hay là viết bài trên xong rồi chưa làm kịp? Chưa biết làm hay sao? Đại Hưng là chưa biết làm hay là, hay là chưa viết kịp hay chưa làm kịp? Rồi Nguyễn Trần Anh Thư. Anh Thư làm chưa? Anh Thư làm chưa ta? Anh Thư làm cái bài này chưa? Làm bài tiếp à, em còn đang làm hả? Câu A xong chưa? Mà câu A xong chưa? Nhớ nha, làm mấy cái này á, lúc nào mấy đứa cũng phải có cái vòng tròn lục giác á. Hồi xưa ít xài nhưng bây giờ là lúc nào không xài á, không xài là nó khó làm lắm. Nhìn vô nó mới dễ làm được, chứ còn làm theo kiểu mà học thuộc đó, nó rất là khó làm. À, đang làm dở câu A hả? Rồi bây giờ em làm sao, nói thử. Vừa làm vừa nói luôn, nãy giờ đang làm cái gì nói thử. Thì xác định nó đây là gì. Ủa có mic không? Có mic bật lên nói đi cho nhanh. À, hôm nay không có à. Ok, để thầy hỏi bài nào có mic thì nói cho nó dễ đi. Nhật Nam nói coi, Việt Nam có mic không? Dạ có đấy. Rồi nói coi làm sao, thì kiện xác định đây là gì? Kiện xác định ở đây là có ít khác một. À đúng rồi, chỉ có một cái mẫu thôi đúng không? Có ít khác một. Tức là viết ra cái này thì dễ rồi đúng không? Nhưng mà giờ ra ít khác mấy? Ít khác pi cộng k2pi. Bi cộng k2pi. Rồi để thầy thử coi nha. Bi cộng k2pi hả? Rồi thử nha. Bây giờ mình coi nè, để coi là x có x khác một thì x khác mấy á, thì bây giờ mình xét coi có x bằng một, có x bằng một khi cái góc đó nó như thế nào, được chưa? Có x bằng một thì rõ ràng là khi cái điểm đó, cái góc đó, cái đầu mút đó, điểm nó nằm ngay điểm này thôi, nó chỉ có duy nhất một điểm, điểm A này thôi, đúng không? Khi cái đầu mút nó trùng vô điểm A này thì rõ ràng là có x nó bằng bằng một, đúng không?
điểm này. Được chưa? Có đúng một điểm nha mấy. Thế thì để có đi khác một thì cái điểm mình chọn nó sẽ khác cái điểm A này đúng không? Mình phải bỏ những cái điểm A, bỏ cái điểm A này đi. Được chưa? Mình phải loại cái điểm A này đi. Loại điểm A đúng không? Mà bây giờ loại điểm A tức là loại những cái điểm như thế nào? Được ha? Bây giờ với điểm A thì nó dễ thấy nhất, điểm A nó chính là không không radian đúng không? Nó là góc không. Được chưa? Mà chỉ có một điểm thôi, loại đúng một điểm à. Từ A quay về chính nó thì có phải là hay bi không? Đúng không? Nên để loại một điểm thôi, chỉ có một điểm duy nhất thì cái họ nghiệm ngay đó nó chính là nó chỉ là gì? Lấy một cái góc đầu tiên đại diện, sau đó cộng thêm k hai bi là sao? Đúng không? Không cộng k hai bi thì nó ra 2 bi đúng không? Cộng thêm một cái lượng 2 nhân 2 bi tức là cộng 4 bi thì nó ra 4 bi, 6 bi, 8 bi vân vân. Rồi trừ 2 bi, trừ 4 bi, trừ 6 bi, trừ 8 bi, tất cả nó đều nằm ở ngay điểm A hết. Thế mình phải bỏ hết tất cả mấy cái góc đó luôn thì nó mới ra được cái x. Hiểu không? Mấy đứa hiểu không? Thế thì ở đây mà không cộng k2π thì em viết gọn lại nó chính là k2π với k thuộc yeah. Hiểu không ta? Được chưa Nam? Còn nãy như hồi nãy như em làm á, nhầm thầy. Hồi nãy em làm là bi á, nếu mà Nam lấy cái góc hồi nãy bằng Nam làm á là lấy cái góc bi cộng k2π, hồi nãy Nam là lấy góc bi cộng k2π đúng không? Thì mình thấy cái giá trị đầu tiên tại cái góc bi chính là điểm này. Góc bi nó là điểm bên này. Điểm bên trái đúng không? Góc bi nó là điểm này. Mà bi cộng k2π thì nó loại điểm này không đúng, bởi vì điểm này cos nó ra trừ 1 chứ không phải ra 1. Được chưa? Mình phải loại cái ra 1 á, tức là góc không độ. Được ha? Mấy cái này em cứ nhìn vòng tròn em loại thôi. Em có thể viết ra cái góc chưa được, em có thể viết sai, nhưng mà ít nhất em phải nhìn được cho thầy là em phải loại được cái điểm nào. Em phải biết làm loại điểm nào trước. Được chưa? Có thể là cái góc em viết ra nó sai em, nhưng mà phải nhìn cái góc, cái vị trí điểm đó, nó phải đúng. Câu B, cotan của cái này cộng sin 2x. Thì ở đây sin 2x, sin là không có điều kiện gì hết rồi đúng không? Sin 2x là không có điều kiện xác định gì hết. Được chưa? Thì chỉ có mỗi cái điều kiện của thằng cotan thôi. Được ha? Mà theo lý thuyết ở trên thì gặp hàm cotan thì điều kiện xác định của nó là gì? Nó phải bỏ hai cái điểm A và B đi đúng không? B là điểm này nè. Cotan là trục này đúng không? Trục ngang. Đúng chưa? Trục ngang phía trên này. Thì để xác định thì hai cái điểm đầu múc của cái góc của mình á nó phải khác hai điểm A và điểm B, bởi vì khi nó nằm đây thì OA và OB nó sẽ song song với lại trục cotan thì nó không có cắt cotan để mà lấy cái giá trị được. Được chưa? Thì đối với hàm cotan thì nó sẽ khác hai điểm A và B. Thì nếu mà theo lý thuyết hồi nãy mình thuộc được á thì cái góc ở trong này 2x trừ b chia 4 cái cung ở trong á nó phải khác bao nhiêu? Phải khác KB. Đúng không? Lý thuyết của mình hồi nãy D hiệu đi KB nè. Được chưa? D hiệu đi KB. Đó. Được ha. Như ở đây mình sẽ có là 2x trừ b chia 4 khác KB. Rồi. Từ đó giải bình thường thôi, tương đương với 2x khác b chia 4 cộng KB tương đương chia 2 qua bình thường ha, x khác b chia 8 cộng với chia 2 qua cái KB này luôn nha. Thì đúng là nó biết là KB rồi chia cho 2, nhưng mà thường thì mình sẽ để cái chữ K ở ngoài này, xong mình đưa cái b chia 2. Mình để thành K nhân với b chia 2. Thường là ngắt cái chữ K ra. Thì lúc đó nó gọi là chu kỳ của nó sẽ là b chia 2, cái tuần hoàn của nó là b chia 2, đúng không? Còn bạn nào không thích thì mình để là KB tất cả chia 2 cũng được, mình cứ vậy cũng được. Được ha. Nhưng mà thường thì em ngắt cái chữ K ra ngoài cho nó dễ nhìn. K bi chia 2. Đó, thường là ngắt và dễ nhìn ha. Nhớ chia qua nhân qua là phải chia hoặc là nhân vô trong cả cái chỗ mà có chữ K luôn nha. Nó cũng là số bình thường nha. Chứ không phải nó là gì đâu ha. Nó cũng là số thôi. Được chưa? K thuộc vào. Yeah. Ổn ha. Được chưa? Rồi. Ok. Bây giờ nghỉ với làm chút xíu. Thì thời gian này là có thể đi uống nước, vệ sinh gì đó, và bạn nào mình chưa hiểu lắm thì mình có thể hỏi thầy hoặc là nhắn cho thầy trợ giảng á, thầy Thành á, nhắn hỏi được ha. Em thấy có cái thầy mà có cái logo xe ta đó, co thầy Thành Tô á, nhắn thầy đó hỏi bài cũng được nha, cứ hỏi nha. Rồi ngồi ngẫm nghĩ lại xíu đi trong vòng khoảng 10 phút nha.
7:50 vô học lại nha, nhớ đúng giờ vô học lại nha. Còn cái phần này á, thì nói chung là bạn nào mà chưa hiểu lắm hoặc là mình theo chưa kịp á thì em có thể liên hệ bên trung tâm, liên hệ bên Star á, liên hệ trung tâm để em xếp cái giờ học phụ đạo với lại mấy thầy cô trợ giảng á, thì có thể xếp nửa tiếng hoặc là 1 tiếng gì đó, 1 buổi mình ngồi mình học, chưa hiểu được cái phần nào thì mình hỏi là mấy thầy cô họ dạy lại được ha. Lúc nghỉ giờ nào thì cứ ngồi trong lớp đi, cứ ngồi trong room đi, trong 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 gym này đi, khỏi cần ao cũng được ha, ngồi đọc lại xíu đi, ngồi rảnh đọc lại xíu cho nó kỹ đi, cứ từ từ ngồi đọc lại bài đi nha, giải lao và ngồi đọc lại bài chút xíu, 7:50 đọc lại rồi vậy ha. Cứ mạnh dạn hỏi nha, đừng có sợ nha, đó quyền lợi của tụi em mà, tụi em không hỏi là tụi em mất quyền lợi thôi chứ không có sợ gì hết ha. Hỏi thầy cũng được, mà hỏi thầy trong lúc thầy giảng thì có thể là nó hơi bị gián đoạn thì em có thể hỏi bên thầy cho giảng, còn nếu mà ngoài giờ thì em có thể nhắn hỏi thầy đúng không, được ha, ngoài giờ học á thì em có nhắn hỏi thầy. Facebook này kia thì có hết trên đăng trên đó rồi, cứ Facebook thầy rồi hỏi.
Rồi mấy đứa vô lớp hết chưa? Rồi. Bạn nào chưa add Facebook thầy thì add Facebook đi nha. Add Facebook thầy đi rồi có gì hỏi bài nha. Có gì Facebook thầy đi, có gì nhắn hỏi bài nha. Bởi vì là thầy dạy đây á thì online mình có nhiều bạn học với nhau á, ở lớp thì nó dễ hơn. Ở lớp ví dụ như thầy có thể chia ra cho bạn làm thêm bài này kia, bạn trên lớp bạn nào học khó thì có thể cho làm thêm, chứ còn đây thì không biết. Cho nên là mình Facebook thầy có gì mà lên lớp học á, ít bữa mà vô năm học á, có thể là online hoặc là học trên lớp offline cũng vậy. Thì giáo viên ở lớp thì có nhiều người lâu lâu họ cho làm bài khó lắm, bởi vì nội dung theo học kỳ á, thực ra nội dung theo học kỳ của tụi em nó không có khó, nó dễ, nó bình thường à, không có khó. Mà nhiều người giáo viên họ dạy nó khó, họ hay cho bài khó trên lớp, cho nên là mình cứ add Facebook của thầy rồi của thầy rồi nếu mà trên lớp mà có bài khó thì hỏi thầy à, trên lớp mà có bài khó thì nhắn hỏi thầy được chưa. Còn tình hình online này chắc nhiều khi nó phải học online tới tầm giữa kỳ 1, chắc thầy phải nghĩ tới ít nhất là phải tới giữa kỳ 1 á, phải tới tháng 10 chứ mấy đâu, chưa đi học lại được đâu. Vậy ha. Còn lớp 11 này, cái chương trình lớp 11 mà nó học lên nó có thi đại học á, những cái phần mà có thi đại học của lớp 11 á thì cái phần phương trình luận giác này nó không có nhiều nha, phương trình luận giác nó cũng có nhưng mà không nhiều, rất là ít. Là một trong học kỳ 1 trước nha, là luận giác nó có rất là ít này. Thứ hai là nó có cái phần quy tắc đếm, tổ hợp, chỉnh hợp, thì cái đó nó cũng có nhưng mà nó cũng không có quá nhiều, nó cũng có, nó cũng ít à. Vậy một hai câu à. Rồi phần cấp số thì nó cũng thường là không có luôn, cấp số thì thường là không thấy ha. Rồi cấp số là nó cũng có nhưng mà nó vô câu dễ, nó ít lắm. Rồi phần hình, nói chung là học lớp 11 này cái phần quan trọng là phần học kỳ 1 nha, quan trọng là phần hình. Bởi vì hình của lớp 11 á là hình không gian, 11, 12 mình đều học hình không gian hết. Thì lớp 11 này nó là cái nền để học hình không gian, nó là cái gốc hết nha. Em qua lớp 12 em học hình đó, em sẽ thấy là lớp 11 đa số nó của lớp 11 rất là nhiều. Nó chỉ có thêm mấy công thức tính thể tích của lớp 10. Nó có thêm công thức tính thể tích của lớp 12 thôi. Còn lại hầu hết là nó đều của lớp 11 hết. Ha, đều là của lớp 11. Và lúc đó mình luyện thêm đề và có mấy công thức tính nhanh gì thêm thêm có thôi. Cái còn lại lý thuyết là đa phần là của lớp 11 hầu hết. Ha. Nên hàng không gian của lớp 11 rất là quan trọng nha. Rồi, ok, giờ tiếp tục nha. Bắt đầu làm tiếp một số bài. Con file này thì bài dễ bài khó nó lộn xộn nha, cho nên là mình chỉ làm ở mức độ cơ bản thôi, mình sẽ cho bài cơ bản em làm thôi ha. Giờ mình qua cái dạng bài tiếp theo là dạng bài xác tính chẵn lẻ ha, mình làm hai cái ví dụ 3 và ví dụ 4 thôi, còn lại mấy cái bài ví dụ 5, 6, 7, 8 thì chưa cần thiết lắm ha. 5, 6, 7, 8 thì mình sẽ tính sau. Bạn nào lên lớp gặp mấy cái dạng bài khó kiểu đó thì hỏi thầy sau, thầy chỉ riêng nha. Rồi ví dụ 3 xác tính chẵn lẻ thì như mọi năm á, thì cái việc xếp lớp đầu vào á, xếp lớp thì thường là xếp theo kiểu từng trường, theo kiểu cụm trường á, những nhóm trường để cho cái chương trình nó dễ dạy. Bởi vì có nhiều trường thì dạy cái chương trình nó cái mức độ nó giống giống nhau, còn có một số trường thì họ hay dạy khó, đề học kỳ nó hay khó, cho nên mấy thầy sẽ thường xếp theo thường là xem cái đề học kỳ và cái cách và cái việc dạy trên lớp của giáo viên của mấy trường á, xếp lớp dạy cho nó dễ. Nhưng mà do năm nay dịch đó cho nên là cái việc sắp xếp, cái việc mà xếp lớp á nó hơi nó không có sắp xếp được, tức là mình cứ đăng ký là mình vào học à, đúng không? Nên là cái đồng cái việc mà đồng nhất trong cái chương trình của mình á nó hơi khó một xíu, nên là thầy trong thời gian online này thì mấy thầy cũng thống nhất là mình dạy thầy mấy thầy sẽ dạy theo là
cái mức độ là vừa phải nhất, tức là cơ bản nhất cho tụi em thôi. Được ha? Cho nên là có nhiều bạn á, học nhiều trường thì có nhiều giáo viên họ dạy khó, thì lúc đó mình cứ liên hệ nhắn cho thầy hỏi bài. Rồi nếu mà bạn nào mà học nó khó nữa quá, khó quá nữa đó, hoặc là tùy theo nguyện vọng của mình đó, thì mình có thể chuyển lên lớp khó hơn, mấy cái lớp học khó hơn xíu, thì lúc đó hỏi thầy lớp nào thì thầy sẽ chỉ cho. Được chưa? Nhưng mà thường trong online này, lúc học online này thì nó cũng dễ dễ như nhau hết rồi, không có ai dạy khó được hết, vì cái tụi em học nó chưa có biết lực học tụi em ra sao, không có gặp mặt được ha. Trước ha, nên ai mà thấy học mà dễ quá đó thì có thể kiếm thêm bài làm, hoặc là hỏi thầy này đưa bài thêm cho làm. À, còn ai mà thấy học mà hơi nhanh, hơi khó thì cũng phải nói thầy để thầy biết thì điều chỉnh, hoặc là phải sắp xếp thêm buổi học phụ đạo bên trung tâm. À, mấy thầy cô trợ giảng sẽ online lên đây để tụi em, mấy thầy cô dạy cho tụi em. Còn bạn nào thấy ok rồi thì mình cứ theo thôi, được ha. Rồi bây giờ tới bài ví dụ 3, xác định văn lẽ. Thì như hồi nãy thầy nói rồi, một cái bài xác định văn lẽ thì phải có mấy bước, phải có 3 bước đúng không? Đủ bước nha. Ông phải nhào vô thấy à, ta có sin trừ x bằng trừ sin x suy ra hàm lẽ, không có phải nhiều đó đâu nha. Ví dụ không là không có điểm đâu, được chưa? Thứ nhất nè, tìm tập xác định. Được chưa? Lúc nào cũng vậy, tập xác định trước là d bằng gì đó. Tìm ra. Tiếp theo là xét coi cái điều kiện này với mọi x thuộc d này, viết lại đó nha, thì trừ x có thuộc d không? Kiểm tra điều kiện này đúng không? Thứ ba là sau đó mới đi so sánh cái f trừ x và cái còn xét như thế nào, thì hồi đó lớp 10 cũng có học rồi, lớp học hàm giảng hàm lẻ có học ha, nên các bạn thôi. Ok. Rồi. Như câu A. Đầu tiên chúng ta xác định ha, tập xác định D bằng hàm, đây là hàm số cos đúng không? Hàm y bằng cos thì tập xác định là bằng R, học rồi ha, mới học. Bước thứ nhất. Bước thứ nhất là bạn nào mà bị văng ra cái gì mình vô lại liền nha. Do cái zoom nhiều khi nó bị lắc, nó tự rớt. Tập xác định D bằng R. Thứ hai là kiểm tra điều kiện. Thì ở đây mình thấy tập xác định nó là đối xứng qua không rồi đúng không? Nó là tập đối xứng rồi, đối xứng qua số 0, cho nên là chắc chắn là cái điều kiện này nó khỏi rồi. Với mọi x thuộc D suy ra x thuộc D. Đúng. Tới cái thứ ba. Tiếp theo là mình coi thử là f trừ x có bằng f không. Thì ở đây mình thấy hàm số cos, mà hàm số cos thì chắc chắn là hàm hàm chẵn rồi đúng không? Được chưa? Nên mình thấy là gì? Ta thấy ta có này, trừ 4 cos của trừ 2x bằng trừ 4 cos của 2x. Vậy y bằng trừ 4 cos 2x là hàm chẵn. Được chưa? Đơn giản ha, ha, trình tự như vậy ha. Này làm ví dụ cho em câu về nữa đi. Đầu tiên tập xác định. Ở đây là sin mũ 3 của 4x trừ đi 3 sin x thì đều là sin hết đúng không? Sin hết thì tập xác định của nó cũng là R thôi. Yeah. Sau đó mình coi là với mọi D bằng R thì chắc chắn cái điều kiện thứ hai cũng đúng rồi. Trừ x cũng thuộc D. Rồi điều kiện thứ ba, tự kiểm tra nha, tự kiểm tra, nó tự viết ha. Sườn trước cho coi thôi. Rồi câu C. Câu C đầu tiên cũng là tập xác định. Yeah. Tập xác định câu C thì ở đây mình thấy có những cái gì? Lát tự suy nghĩ ra, giống như nãy giờ mình làm ha. Có tan, có cotan, có sin, coi thử cần cái gì. Thì cái câu C này á, muốn tìm tập xác định á, đầu tiên em cứ viết điều kiện xác định trước đi, giống như mấy cái bài tìm tập xác định ở trên ha. Điều kiện xác định trước nè, là x phải như thế nào, x khác mấy nè, x khác mấy. Điền vô ha. Thế em nhớ nè,
tan và cô tan á, thì mình có gì? Tan là bằng tan x là bằng sin x chia cos x, đúng không? Thì thực ra cái điều kiện xác định của tan x á, nó chính là điều kiện cos x khác không, được chưa? Chính là điều kiện cos x khác không, cho nên gặp cos x khác không với lại tan x, điều kiện xác định của tan x thì nó giống nhau, được chưa? Thêm nữa là cotan của x thì nó bằng cos x chia sin x, đúng không? Thì điều kiện để xác định của cotan x nó cũng chính là điều kiện sin x khác không, được chưa? Cho nên là khi cotan của x đã xác định rồi, khi cotan của x đã xác định rồi thì sin x tự động nó khác không, được ha? Cho nên là cái điều kiện cotan x xác định hoặc là điều kiện sin x khác không thì hai cái đó mình đặt một trong hai thôi, được chưa? Mình đặt một trong hai cái thôi chứ không có cần phải đặt là cả, không cần phải đặt cả điều kiện là cho tan x, cô tan x xác định rồi thêm cái điều kiện sin không nữa, nó bị dư, em hiểu không? Bởi vì rõ ràng là cô tan x đã xác định thì sin đã khác không sẵn rồi, cho nên lúc đó mình chỉ cần hai cái điều kiện là cô tan và tan xác định thôi, cái điều kiện vô, đúng không? Rồi sau đó coi tức là với hai cái điều kiện đó thì nó có đối xứng không, cái tập của mình nó có đối xứng không, được chưa? Rồi sau đó kiểm tra, rồi tự làm thử coi trong vòng 5-7 phút gì đó, tự làm thử coi nó ra sao ha. 8:02 đúng không? 8:10 ha. 8:10 bắt đầu mình sửa. Cứ từ từ suy nghĩ nha, từ từ làm, từ từ suy nghĩ. Khúc này tụi em không cần phải gấp, không cần phải làm quá nhanh đâu. Cứ từ từ ngẫm nghĩ mà. Khi mình hiểu rồi á là mình học nhanh lắm.
Ủa, có bạn nào bị rớt ra hoài vậy ta? Một bạn hay là nhiều bạn khác nhau vậy ta? Này tội vậy. Thiện. Không chưa, có ai làm xong hết câu C chưa? Rồi, mình sửa nha. Ok, thầy sửa nha. Hương Nghi làm chưa Hương Nghi? Cô B. Hương Nghi có biết không? Ok, Hương Nghi mất tiêu rồi ta. Không có biết thì nhắn thầy với. Nhắn thầy coi thử là. Hello. Phương Nghi có nói cái gì đó mà nó không lên hay sao á, mic bị gì hả? Chưa mở mic nè. Mic con nhỏ tiếng hả? Ồ. Mẹ ta. Nãy thầy thấy cái hình của cái khung hình của con nó sáng lên mà nó nghe tiếng. Làm được chưa? Làm được câu B chưa? Các bạn nào làm câu B chưa? Bạn nào xong rồi? Chỗ này so sánh là hàm chẵn hay hàm lẻ? Làm ra chẵn hay lẻ? Chí trung. Chẵn. À, đây là hàm chẵn. Chí trung ra hàm chẵn hay hàm lẻ? Dạ con ra hàm lẻ. Lẻ hả? Rồi bây giờ nói thầy coi thử chỗ này thì tính sao. Giờ được, mình sẽ tính là f trừ x đúng không? Có Dạ. không? F trừ x là thay x bằng trừ x cho thì nó là sin của sin mũ 3 của gì? Trừ 4x đúng không? Dạ. Trừ đi 3 nhân với sin của trừ x. Đúng không? Có này. Phải bằng gì? Giờ mình khử hết mấy cái dấu trừ trong mấy cái dấu trong mấy cái cung đi. Sin mũ 3 của trừ 4x thì bằng cái gì? Dạ là trừ sin mũ 3 4x nữa thầy. Đúng rồi. Đây là mũ mũ lẻ đúng không? Đúng ra nó phải là như thế này nè. Nó phải là trừ sin 4x tất cả mũ 3 đúng không? Trừ sin của 4x tất cả mũ 3. À, đúng ra nó như thế này nè. Đây, bởi vì gì? Sin của sin mũ 3 của trừ 4x có phải là sin của trừ 4x tất cả mũ 3 không? À, Dạ. mà sin 4x thì bằng trừ sin 4x rồi tất cả mũ 3 là mũ lẻ đúng không? Mà mũ lẻ nó bằng như này luôn. Mấy đứa hiểu ha? Rồi. Mình hiểu nha. Tiếp tục.
Từ Dạ cộng 3 3 sin x. À, cộng 3 sin x. Cái này nó bằng trừ của fx đúng không? Trừ của đưa vô mà, cũng vô trừ ra ngoài, sin mũ 3 của 4x trừ 3 sin sin x. Thế thì mình nói rằng mình có là gì? F trừ x bằng trừ fx đúng không? Nên ra là gì? Từ đó sẽ ra phải hàm số đã cho hàm lẻ. Rồi nghi hàm lẻ nha nghi, được chưa? Lại nha, xem lại ha, tính lại cái chỗ đó. À hàm chẵn là làm câu C hả? Rồi thầy hỏi câu B mà. Rồi ok. Rồi bây giờ câu C thầy mới làm nè, thầy mới làm câu C. Bây giờ câu ok. Để thầy hỏi tiếp. Câu C bạn đã làm rồi. Minh Quân, Hồ Lê Minh Quân. Câu C em làm chưa? Dạ rồi. Ok, ra hàm gì? Hàm chẵn hay lẻ? À, câu này em ra hàm chẵn. Chẵn, ok rồi. Ủa, Minh Quân hình quen quen rồi ta. Học lớp 10 T1 hả? Nghe tiếng quen quen. Dạ. À, thầy không nhớ tên, chỉ nhớ mặt à. Ok. Nghe điều kiện xác định ở đây là gì? X khác mấy? Dạ, x khác pi phần 2 cộng kpi với lại kpi. À, ok, k thuộc z ha. Nhắm mấy cái này để mất điểm. Z. Rồi. Ok. Thế thì x khác cái này thì cái tập xác định nó vẫn là đối xứng đúng không? Đối xứng hoặc không? Dạ. Vậy thì mình vẫn là phải gọi x thuộc d trừ x thuộc d. Rồi tính ra thôi đúng không? Chúng ta có nè. Thực ra chỗ này mấy cái này em đặt fx trước cho nó dễ viết ha. Rồi mấy câu này tụi em trình bày này nó dễ hơn nè. Đặt y bằng fx bằng tan của x. Chưa đặt là không có được viết fx đâu nha. Nhớ để ý nha. Sin x. Rồi ta có f trừ x. Nó dễ nhìn hơn ha. Bằng tan của trừ x cộng với cotan của trừ x chia cho sin của trừ x. Bằng phá dấu hết ra đúng không? Là bằng tan trừ tan x trừ cotan x chia cho trừ sin sin x bằng rút gọn xuống còn lại đúng là tan x cộng cotan x chia cho sin x này bằng x cùng đúng không? Vậy hàm chẳng ha. Ok. Rồi. Nha. Rồi. Bây giờ bài của mình thì bài tiếp theo đi, bài nhỏ nhỏ. Mấy cái bài phía dưới đây nó khó ha, ví dụ như bài bài 7 bài 8 á, thì nó hơi khó chịu hơn, thực ra nó cũng không quá khó á, bài 7 bài ví dụ bài 8 này mà nó khó với bài phía dưới nè. Được chưa? Còn bạn nào mà làm thì mình cứ bạn nào thích thì mình cứ làm nha. Bạn nào thích thì mình cứ làm không có ngại gì ha. Rồi, ví dụ bốn người xác tính chẵn lẻ này mình tự làm nha, về nhà tự làm sau ha. Để coi bây giờ làm những cái bài chẵn lẻ thì xác định nó dễ đúng không? Dễ. Bây giờ mình làm mấy cái bài tìm tập xác định đi. Tập xác định nó khó làm hơn đó tụi em á. Bài số 2 này. Xác định thực ra bản chất của nó nếu mà như đúng ra là mình sẽ học cái phân định lượng giá trước thì hôm qua tập xác định rất là dễ luôn. Rồi, tìm tập xác định của mấy cái hàm này. Ok, làm nhanh ha. Nhiều nãy giờ học thôi. Nhớ lại, nếu mà cái hàm của mình chỉ có toàn là sin cos thì lúc đó cái điều kiện nó chỉ là gì? Các cái mẫu số khác không, các cái căn bậc 2 trong căn khác không, lớn bằng không thôi. Rồi nếu mà cái hàm của mình nó có xuất hiện tan và cotan thì lúc đó phải thêm cái điều kiện xác định của tan và cotan nữa. Được chưa?
Còn mấy bạn mà học như quân đồ Nhật Nam đồ, mấy bạn mà học mấy trường mà trường chuyên đồ á, học Lê Hồng Phong, Năng Khiếu đồ á, là gia đình cũng dạy cũng có nha. Nói chung là mấy trường ấy thì họ sẽ dạy khó hơn một xíu. Thì tụi em coi thêm mấy bài này nè, thì chữ thêm nè, để mình làm thêm có gì hỏi thầy. Mấy bạn mà học khó hơn á, mấy bạn thì mấy em xem thêm mấy cái bài ví dụ 7, ví dụ 8 nè. Nó đang bị lắc một chút. Nè, mình xem thêm bài ví dụ 7, ví dụ 8 trong cái file thầy gửi ấy nha, xem tự làm thêm nha, rồi có gì hỏi thầy. Ví dụ 7, ví dụ 8. Rồi cái phần dưới đây á thì tụi em xem thêm cho thầy cái bài 8, bài 9, bài 10, ba bài này. Đó là mấy bạn mà muốn làm thêm cho nó khó đó ha. Thì mình làm mấy cái bài tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Bài ví dụ 7, ví dụ 8 và bài 8, 9, 10, đó là mấy bài mà kiểu nâng cao lên á. Còn mấy bạn mà không muốn, không cần mấy cái đó thì thôi, mình cứ làm cơ bản trước đi, sau này thầy cô họ có dạy thì lúc đó thầy chỉ sau. À, còn ai muốn làm thêm thì làm mấy bài đó. Ví dụ 7, ví dụ 8 và bài tập 8, 9, 10. Thêm. Dạ, cứ làm có gì hỏi thầy. Rồi còn mấy bạn cứ làm tiếp cái bài tập số 2 này, tìm tập xác định của cái hàm số này ha. Tập làm cho nó quen tập xác định trước. Để sau này giải phương trình lượng giác mình còn đặt được xác định nữa. Rồi làm tới cỡ 8 giờ hay 8 giờ rưỡi nha, khoảng 10 phút nữa mình lại sửa tiếp.
Rồi ok, bắt đầu sửa bài nha. Từng câu một ha. Bạn nào chia xong cứ làm tiếp mấy câu dưới nha. Nó giống giống nãy giờ thôi, cho làm đi làm lại cho nó quen thôi ha. Câu A, điều kiện xác định. Ở đây là gì? Đầu tiên xem cái hàm số lượng giác, đây là hàm sin đúng không? Chỉ có sin thôi. Nhưng thì nếu mà không có gì đặc biệt thì nó tập xác định nó chỉ là R thôi đúng không? Nhưng mà ở đây trong sin này nó lại cái cung của nó thì nó có một cái dạng, nó có một biểu thức trong này. Căn x chỉ x trừ 1 thì điều kiện của mình ở đây chỉ là gì? Điều kiện của chính cái cung ở trong đó thôi. Tức là x lớn hơn hoặc bằng 0 và x khác 1. Không có gì hết đúng không? Nó dễ ha. Về đừng nghĩ gì cái khó nha, nghĩ đơn giản thôi. Điều kiện xác định căn của sin x. Rồi, đầu tiên mình thấy là căn sin x thì ồ, cái này hơi khó nha. Căn sin x thì sin x phải lớn hơn hoặc bằng 0 đúng không? Sin x lớn bằng 0. Coi thử sin x lớn bằng 0 em. Sin x lớn bằng 0 thì x thuộc những cái khoảng nào đúng không? Hơi khó viết một xíu thôi. Chỗ này em cứ viết sin x lớn bằng 0 trước đi. Sau này học phương trình lượng giác lúc đó thì gặp mấy cái bài kiểu này thì tính sau, cho làm sao ha. C. Đây nó thêm chút này, nếu mà sin x lớn bằng 0 mình để cho bạn nào muốn làm á thì em thấy này, sin x lớn bằng 0 tức là lúc đó cái giá trị của sin nó chỉ chạy trên khoảng này thôi. Đúng không? Trên khoảng từ 0 về tới 1 thôi đúng không? Thì lúc đó cái góc của mình nó chỉ đi trên cái vùng này thôi. Nó chỉ đi trên cái vùng cái cung ở trên thôi, nửa đường tròn phía trên thôi, được chưa? Từ nha, đợi xíu nó lắc nha, do thầy kéo lên rồi mà ở đây nó lắc nó chưa có lên. Rồi chút. Do dùm. Dùm bình thường á, mình học khoảng 2 tiếng đổ lại á thì nó ổn lắm, nhưng mà học bắt đầu qua trên 2 tiếng là bắt đầu nó giật lắm, nó lắc lắc lắc. Nên là mấy đứa để ý ha. Đó, nó lại nha. Sin của mình á mà để lớn hơn hoặc bằng 0 thì nó chỉ chạy trên này đúng không? Nó chạy trên khúc này thôi, từ 0 cho tới 1 được chưa? Thì khi đó cái giá trị cái đầu múc của cái góc á nó sẽ chạy từ A tới B, nó nằm trên nửa đường tròn ở trên thôi. Kiểu ha. Thì lúc đó thực ra nếu mình muốn viết thêm ra x thuộc cái gì á thì x nó sẽ thuộc vào đầu tiên là cái khoảng từ A cho tới B nhỏ nhất đi, là mình thấy là gì? Nó chính là cái khoảng đi từ 0 cho tới B. Đúng không? Từ 0 cho tới B. Từ 0 cho tới B. Và thêm nữa là mình lại có giống như hồi nãy là mấy cái bài mà đồng biến trên khoảng nào, nghịch biến khoảng nào á, thì sin là cái hàm tuần hoàn chu kỳ 2 pi, cho nên là đúng ra ở đây nó sẽ cộng thêm k 2 pi vào hai bên nữa. Đó. Thì ở đây không cộng k 2 pi thì nó ra k 2 pi thôi. Đó. Thì đúng ra là x nó sẽ thuộc vào cái khoảng này. Pi đi từ k 2 pi cho tới pi cộng k 2 pi. Nó như vậy, nhưng mà thôi. Cái này thì cái đó nó sâu vào cái phần lượng giác nhiều quá. Thì đây em cứ viết là sin không lớn bằng không cho thầy. Còn nó rõ ràng nó như thế nào thì như nãy thì nói, bạn đã thích nghiên cứu thì mình tự tìm hiểu trước, rồi hôm sau mình học sau ha. Câu C. C thì điều kiện xác định của mình. Ở đây là cũng là cos đúng không? Cos thì cũng không có gì đặc biệt rồi. Nhưng mà nó là căn bậc 2. Thì điều kiện của mình là cos bình phương x nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 1. Này luôn đúng đúng không? Với mọi. Cái này luôn đúng rồi. Mà là khi tương đương với x thuộc vào R. Được chưa? Cos thì nó đi từ trừ 1 cho tới 1 cho nên cos bình nhỏ hơn 1. À, luôn đúng ha. Rồi. Đề. Điều kiện của mình ở đây là hàm gì? Hàm tan. Y bằng tan x trừ 3. Cho nên điều kiện của mình phải là gì? Cái cung ở trong cái tan đó. X trừ y chia 3. Nó phải khác. Tan thì nhớ lại vẽ vòng tròn này. Cái lúc nào cũng phải nhắc vòng tròn nhỏ nhỏ ra. Nhìn. Để tay thôi được rồi ha. Tan thì nó phải khác hai cái điểm. Tan là trục đứng đúng không? Này, được chưa? Phải khác hai cái điểm này đúng không? Khác hai cái điểm này. Nháp ra nha, lúc nào em làm cũng phải nháp để cho nó quen. Chứ mình học thuộc mà kiểu thuộc lòng á, học thuộc mà kiểu nhớ chỉ nhớ được giống như học văn á, học thuộc mà không hiểu á. Giống kiểu học thơ, học văn đồ mình hay học thuộc lòng trước á. Thì cái này học thuộc nó rất là khó nhớ bởi vì nó nhiều quá.
Bây giờ cho nên cứ vẽ cái hình nháp ra, mình nhớ trên hình ảnh đó, thì nó sẽ dễ nhớ hơn. Tan thì nó phải khác hai cái điểm đó, mà hai điểm đó thì được biểu thị bằng là B chia 2 cộng KB. Nhớ như vậy ha. Từ đó ra được x sẽ khác B chia 2 cộng B chia 3 ra mấy nhỉ? 5B chia 6 đó. 5B chia 6 cộng KB. Với K thuộc Z này á, do nó có nhiều quá, nhiều khi mình viết con hầu mình bỏ mất, mình làm bài ở nhà đó, nhiều khi mình không viết cho nó nhanh đó, chứ mình đi làm bài kiểm tra này kia trên lớp hoặc là thi á, mình cứ bỏ luôn, mình không có K thuộc Z là mất điểm đó nha. K thuộc Z thì em thực ra chỉ cần tới cuối em mới viết thôi, chứ còn không có cần phải dòng nào cũng phải viết K thuộc Z đâu, tới cuối mình viết một lần được rồi. Đúng ra là dòng nào cũng phải viết á, nhưng mà thôi tới cuối viết một lần thôi. Rồi E. Câu A ở đây nhìn vô, đầu tiên là thấy có cotan của x đúng không? Và có cái mẫu số. À, vậy là có hai loại điều kiện ở đây, một là điều kiện để cotan xác định, hai là điều kiện để mẫu số khác không. Được chưa? Điều kiện để cotan xác định. Cotan xác định khi x khác. Nhớ lại cotan là trục ngang đúng không? Vậy nháp vô đây. Nó cứ vẽ cái hình ra, nhìn. Rồi, để cotan xác định thì x nó phải khác hai cái điểm. Khác hai điểm này đúng không? Khác hai điểm hai bên. Khác hai điểm này. Được chưa? Khác hai điểm hai bên đúng không? Tức là x khác góc KB. Khác KB. Còn mẫu số khác không? Tức là cos x phải khác 1. Được chưa? Thì mình coi cos x bằng 1 khi nào. Cos x khi nó bằng 1 thì nó chính là cái điểm. Điểm này đúng không? 1 là đây nè. Nhận. 1 là đây được chưa? Thì khác 1 chính là cos x nó phải khác cái điểm này đúng không? X nó phải khác cái điểm này. Thì điểm này rõ ràng nó bị trùng với lại cái điểm x khác KB hồi nãy rồi. Nó khác cái điểm, nó trùng với lại cái điểm tan, nó trùng với cái điểm cotan x khác không à, xác định rồi đúng không? Hồi nãy cotan x xác định là nó khác hai cái điểm hai bên, khác hai đứa này. Bây giờ là cos x khác 1 thì x nó cái góc nó lại khác cái điểm ngay đây, tức là nó bị trùng điểm rồi. Thế thì cái điều kiện cos x khác 1 nó tự thỏa mãn khi mình dùng cái điều kiện phía trên là x khác KB, thì ở dưới nó tự thỏa mãn nha. Thế từ đó tương đương ra x chỉ khác KB thôi, hiểu không? Có vì sao cos x bằng 1 khi nằm ngay cái điểm bên phải đúng không? Nó chính là một điểm bên phải. Mà mình theo cái điều kiện ở trên đó là mình đã loại cả hai điểm, cái điểm phía bên phải và điểm phía bên trái này rồi. Mà ở dưới là nó cần khác thêm cái điểm bên phải nữa, thì nó đã trùng với điều kiện phía trên rồi. Thì hai điều kiện đó mình gom lại, mình chỉ cần lấy một cái phía trên là đủ. Tức là x khác KB là đủ rồi. Hiểu không? Là chỗ này mấy em phải hiểu tại sao mình thị gom hai cái về x khác KB thôi. Được chưa? Mấy cái này nó hơi lạ lạ một chút nha. Nó phải nhìn hình. Nhìn hình rồi làm theo kiểu hình ảnh trước, rồi từ hình ảnh đó mình phải nhìn qua cái góc nó cộng bi, nó cộng KB chu kỳ như thế nào, cái tập nhìn cái hình cho nó quen nha. Rồi câu F. Câu F ở đây mình có tan, mình có cotan và mình có sin đúng không? Ủa, câu F này quen quá nha, câu F này nãy làm rồi mà. Câu F nó giống câu C kia rồi đúng không? Giống câu C của cái bài ví dụ rồi, tan, cotan và sin, à, giống y chang rồi, bỏ qua đi. Giống câu trong câu C bài ví dụ 3. Vâng, rất là giống ha. Qua. Ok. Phần này được nha. Giờ chỉ cho tụi em làm một cái bài ví dụ nhỏ nhỏ về cái phần mà giá trị lớn nhất, cái chuyện lớn nhất đi. Bài nhỏ đi. Okay. Bây giờ mình sẽ học qua phần lượng giác nha. Phần lượng giác cơ bản thức. Các bạn nhớ nhỏ thôi. Đối với những cái bài tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, dễ dễ như thế này á, thì tụi em chỉ cần nhớ được cái, chỉ cần nhớ được cái này là sin x thì nhỏ bằng 1 lớn bằng trừ 1, và cos x nhỏ bằng 1 lớn bằng trừ 1. Chỉ cần nhớ được hai cái này thôi là đủ để làm mấy cái bài này. Được chưa? Các bạn nhỏ nhỏ nhiều khi lên lớp
thầy cô họ dạy họ cho bài kiểm tra rồi á, họ cho vào câu khó, câu nửa điểm, một điểm gì đó thì mình cũng làm được ha. Còn mấy bài khác, mấy bài còn lại của hai cái bài ví dụ 7-8 và bài 8-9-10 á, là mấy bài đó nó khó hơn nha, cho nên là bạn nào muốn làm thêm thì mình cứ ở nhà tự làm nha, nghiên cứu làm không được thì hỏi thầy. Rồi xong ví dụ này nữa mình nghĩ nha. Bây giờ câu A trước đi. Tìm cái gì lớn nhất và nhỏ nhất luôn, nó phải hai đầu luôn nha, lớn nhất và nhỏ nhất, tức là mình phải cho nó nhỏ hoặc bằng, phải cho nó cả lớn hoặc bằng bao nhiêu luôn, bây giờ phải chặn hai đầu luôn ha. Thì bây giờ đây ta có này, câu A rất là dễ, ta có sin 5x đúng không, bé hơn hoặc bằng 1, lớn hoặc bằng trừ 1 đúng không. Thì từ đó suy ra khi mà chỉ khi suy ra đi, ta viết từng cái đi, làm hai hai chiều khác nhau đi, nhóm bằng 1 suy ra trừ sin trừ sin 5x lớn hoặc bằng trừ 1, từ đó suy ra là 1 trừ 3 sin 5x trừ sin 5x. Chỗ này đúng ra nó phải là hai chiều luôn á, từ từ nha để coi đủ. Viết như vậy nó không ổn lắm. Này đúng là nó như thế này nhưng mà viết nó không có ổn lắm, bởi vì lỡ sin nó bằng 0 thì lúc mình nhân dấu trừ vô hai vế là không được. Ủa không, nếu mà nhỏ hơn 0 thì nhân dấu trừ vô thì nó lại hiển nhiên đúng rồi. Một lớn 0 rồi đúng không? Được. Lớn hơn bằng là 1 trừ đi 3 nhân với trừ 1 đúng không? Rồi mấy? 3 là 4. 4. 4. Cái đầu còn lại tương tự sin 5x lớn bằng trừ 1 đúng không? Suy ra là trừ sin 5x. Đúng ra cái này phải viết hai đầu luôn, để thầy viết lại đi cho nó chuẩn. Chặn hai đầu luôn. Trừ 1 bé hoặc bằng sin 5x. Bé bằng 1. Từ đó thì là chỉ khi nè. Tương đương ra trừ sin 5x nó lớn hơn hoặc bằng 1, trừ 1 chứ. Và nhỏ hơn hoặc bằng 1. Tương đương với 1 trừ 3 sin 5x lớn hơn hoặc bằng là 1 trừ 3 là 4. Tôi viết hai đầu luôn nó mới chuẩn ha. Nó kiểu tuyệt đối á. 1 trừ đi 3 lần trừ 2. Rồi, qua đâu từ từ. 1 trừ đi 3 sin 5x. One. Sorry. Là 1 trừ đi 1 cộng với trừ 3 lần trừ 2. 1 trừ đi cái đó là bằng 1. 3 lên là 3, 1 cộng 3 là 4. Thế thì giá trị nhỏ nhất của nó là bằng trừ 2 và lớn nhất bằng 4 đúng không? Giá trị nhỏ nhất của 1 trừ 3 sin 5x là trừ 2 khi đi sin 5x bằng 1. Khi bằng mấy thì cái đó này là phương trình lượng giác cơ bản rồi, bỏ qua nha. Cái đó khi nào học phương trình lượng giác cơ bản thì nói tiếp. Của cái này là 4 khi sin 5x trừ 1. Để thôi. Còn khi sin 5x bằng trừ 1 hoặc là sin 5x bằng 1 thì x bằng mấy thì cái đó thật ra nãy giờ như mình học á, mình cũng biết được đúng không? Mình cũng xác định được là như thế nào rồi, nhưng mà thôi cái đó nó thuộc về phần phương trình lượng giác cơ bản, không sao thì sẽ nói sau. Hôm nay vậy đó ha. Rồi. Là dành cho bạn nào mà kiểu mình cần nghiên cứu thôi, chứ còn không thì cũng không cần đâu. Cần làm thêm thôi, còn không cũng không cần phải xem mấy bài này ha. Câu B nè. Y bằng căn của đó cộng 1. Đây ta có nè. Mình có là cos
bình của 3x thì nhỏ hơn hoặc bằng 1 và lớn hơn hoặc bằng 0. À, nên từ đó suy ra là cho nên suy ra được là 4 trừ đi cos của cos bình 3x lớn hơn hoặc bằng là 3 và nhỏ hơn hoặc bằng là 4. Đúng không? Đảo dấu cái này nha. Này, để từ đó suy ra được là căn của cái này 4 trừ cos bình 3x lớn hơn hoặc bằng căn 3 nhỏ hơn hoặc bằng, đảo ngược lại đi nha, nhỏ bằng 2 lớn hoặc bằng căn 3. Từ đó suy ra 1 cộng với căn 3 nhỏ hơn hoặc bằng một cộng với ba nhỏ hơn bằng một cộng với căn của bốn trừ cos bình hai x, cos bình ba x nhỏ hơn hoặc bằng ba. Rồi bài giá trị lớn nhất nhỏ nhất tính ra thôi. Thì cái bài, mấy cái bài này rất là dễ rồi, loại này cái loại dễ nhất trong cái phần tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất. Tức là mình chỉ cần dùng vào cái tính chất sin x và cos x thì nó đều nằm giữa trừ một và một hết. Mình dùng tính chất này là xong. Được ha. Rồi ok, vậy thì còn mấy cái bài tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất còn lại á, nó cái loại nó khó hơn. Thực ra cái bài ví dụ 8 nó không quá khó đâu. Bạn nào muốn làm thì mình cứ tự làm trước nha. Cái loại này cái loại bậc 2 thì mình sẽ chuyển về dạng bình phương và mình chuyển về dạng bình phương rồi dư ra cái gì đó, rồi lúc đó mình phải dựa vào cái tính chất sin cos nữa. Sin cos nằm giữa trừ 1 và 1 nữa để mình xác định. Được ha. Này thầy nói thêm nếu bạn nó thích làm thì mình làm nha. Rồi còn bài 8 này tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của mấy cái bài này là mấy bài khó rồi, nó khó khăn hơn rồi ha. Nó do cách làm riêng của nó. Thì bạn nào muốn làm thì mình tự nghiên cứu hoặc là mình làm thử rồi mình hỏi thầy. Được chưa? Này tự làm thêm thôi nha, chứ còn không có bắt các bạn đều làm hết. Còn về nhà thì mình sẽ làm mấy cái bài tìm tập xác định thôi. Ví dụ như đây còn bài 1 đúng không? Bài 1 chia làm. Ở đây còn ví dụ bài 1 chia làm. Bài 3. Bài 3 xác tính nhân lẻ đúng không? 3, 4, 5. Đó. 3, 4, 5 là 3 bài xác tính nhân lẻ. Thì ở đây bài số 5 á là bài số 5 nhìn nó hơi khó một xíu ha. Nó ghi là cho hàm số fx là hàm số lẻ và xác định trên R, xét hàm số này ha. Thì tìm miền xác định của hàm số gx. Thì thật ra bài này nó nói cho nghe nó khó chịu vậy thôi, chứ bản chất của nó vẫn là gì? Bản chất của nó vẫn là miền xác định của hàm số gx. Mà ở đây gì? Ở trong cái gx này nó tồn tại cái fx đúng không? Anh nhìn nó có fx nhìn nó hơi lạ. Nhưng mà fx ở đây người ta đã cho nó xác định trên R rồi. Cho nên là tập xác định, cái điều kiện xác định của gx á, nó chỉ có là gì? Mấy cái mẫu số này, ví dụ như cotang x khác 1, cotang x khác trừ 1 và điều kiện xác định của cotang x. Vậy thôi. Nó y chang bình thường thôi. Mình không có quan tâm tới fx trong đó nha. Bởi vì điều kiện xác định của fx nó đã là R rồi. Được chưa? Nên là điều kiện xác định của gx mình không quan tâm tới fx nữa. Mình cứ làm như bình thường. Rồi xác định tính nhân lẻ của hàm số g cũng vậy. Xác định tính nhân lẻ của hàm g thì mình cũng phải đi tìm tập xác định nó câu a rồi đúng không? Câu b thì mình coi thử là cái tập xác định đó nó có đối xứng không? Đối xứng qua không không? Nếu mà xác định đối xứng qua không rồi thì ok làm tiếp tới bước 3 đúng không? Thì mình cũng làm y chang, mình cũng tính g trừ x ra. Thì ở đây thầy viết thử cho coi nè. G trừ x nó sẽ bằng là f trừ x của f trừ x chia cho cotang trừ x trừ 1 cộng với f trừ x chia cotang của trừ x cộng 1 trừ cos của trừ 3x. Là mấy cái fx mình cũng phải thay bằng f trừ x luôn nha. Được chưa? Mà ở đây đề họ cho là hàm fx là hàm lẻ rồi thì mấy cái f trừ x em tự động chuyển về là trừ fx luôn. Được chưa? Mình tự chuyển về trừ fx luôn. Thì bài 5 này là thành một cái bài thực ra là không có phải là trong cái nội dung là tìm giá trị lớn nhất nhất mà mình không có làm á, không phải nằm trong nội dung đó. Vẫn là nội dung là tính chẵn lẻ mình học nha. Nhưng mà nó phát biểu hơi khó hiểu thì bài này không có bắt buộc kiểu phải làm hết. Mà bạn nào hiểu thì mình làm được, mình làm. Còn bài tập về nhà thì mình sẽ làm mấy cái bài 1, 3 và 4. Được chưa? 1, 3, 4 là mấy bài bắt buộc đó nha. Đó là ai cũng phải làm được á. Còn cái bài 5 này thì
Như nãy thầy nói rồi, ai hiểu được thì mình làm tốt, còn không hiểu được thì cũng không sao, không làm được vài năm thì cũng không sao nha. Rồi, còn mấy bài làm thêm, hồi nãy thầy nói rồi là bài ví dụ 8 nè. Hay từ từ nha, cái hình nó đang bị lắc, thì kéo lên nó chưa lên. Thứ nhất là cái ví dụ 8 nè. Ở ví dụ 8, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của mỗi hàm số. Thì những bài giá trị nhỏ nhất, lớn nhất này thì nhớ, đa số là nó sẽ là đối với sin cos hết nha. Thì lúc khi mình làm á, thì nhớ nó có một cái tính chất đặc biệt của sin cos là giá trị của nó chỉ đi từ trừ 1 tới 1 thôi. Thì mình áp dụng như mình làm. Ha. Tôi suy nghĩ ha, bài 8 này là cái dạng đưa, nó là một cái dạng đẳng cấp á, hoặc là dạng phương trình bậc 2, được chưa? Thì cái đó làm giống giống như cái phương trình bậc 2 bình thường, nhưng mà nó thêm cái điều kiện sin x cos x nó phải nằm trong khoảng từ trừ 1 tới 1 nữa thôi. Thêm một chút xíu nữa thôi. Rồi, còn bài bài 8, 9, 10 là ba bài khó rồi. Được ha, 8, 9, 10 là ba bài khó. Ba bài tập ở dưới á, là ba bài khó. Thì ba bài này nó sẽ có một số bài, nó có một cái cách, những cái cách làm đặc thù của nó, cách làm riêng của nó, hơi đặc biệt một xíu. Thì ba bài này là ba bài làm thêm. Các bạn nào mình muốn làm thêm, muốn nâng cao, làm thêm kỹ năng, làm nâng cao á, thì mình mới làm. Còn những bạn khác thì mình cứ làm những cái bài 1, 3, 4 như này thôi. Được chưa? Còn ba bài 8, 9, 10 á, làm thêm. Ai muốn hỏi gì, ai làm thêm mấy bài này á, mà muốn thắc mắc điều gì, muốn hỏi á, thì cứ cứ nhắn hỏi thầy. Thầy chỉ cách làm cho. Được ha? Facebook thầy có rồi đúng không? Cứ add Facebook thầy đi rồi hỏi nha. Rồi ok, bài bữa nay vậy thôi. Còn cái lý thuyết thì hôm nay thật ra nói thì nó nhiều vậy thôi. Chứ chung quy lại lý thuyết của mình nó cũng hôm nay nó khá là ít. Thứ nhất là tập xác định của các cái hàm sin cos tan cotang đúng không? Rồi tập giá trị đúng không? Thì nhớ là khi mà học tập xác định tập giá trị, học các cái hàm số lượng giác á, thì mình nhớ về hai cái nhóm. Sin cos là nó một nhóm này, tan cotang nó một nhóm này, nó giống giống nhau đúng không? Thì đối với sin cos thì tập xác định đều là R, tập giá trị đều là trừ 1 cho tới 1. Đúng không? Hàm tuần hoàn, sin cos, tan cotang đều là những hàm số tuần hoàn ha. Và sin cos thì nó tuần hoàn với chu kỳ là 2 pi, giống nhau. Được chưa? Đồng biến nghịch biến thì cái đó nhìn đồ thị cái đó tự mình tự coi lại nha. Rồi, khác một xíu ở chỗ là gì? Hàm sin á là hàm lẻ, mà hàm cos nó là hàm hàm chẵn, khác vậy thôi. Được chưa? Nó khác chút xíu đó thôi. Hàm sin là hàm chẵn, hàm cos là hàm lẻ. Nhầm. Hàm sin là hàm lẻ, hàm cos hàm chẵn nha, thầy nói nhầm. Rồi, còn đối với hàm tan cotang thì nó cũng đi về một cặp với nhau. Tan và cotang thì nó giống nhau ở chỗ là gì? Cái tập xác định của nó không phải đều là R, nó không phải là R giống như cái sin cos, mà nó phải loại đi. Nó phải loại đi những cái vị trí không xác định, những cái điểm không xác định đúng không? Còn cách để tìm ra được cái vị trí đó, cách để xác định cái vị trí không xác định đó là hồi nãy thầy vẽ còn cần lưỡng giác ra thầy chỉ rồi. Tan á, thì nó khác hai cái điểm ở đỉnh trên và đỉnh dưới. Cotang thì nó phải khác hai cái điểm nằm hai bên, hai cực hai bên, phải bên trái đúng không? Tức là mình phải nhớ về cái hình ảnh của nó trước, rồi sau đó mình mới cho nó dễ nhớ về cái công thức ha, học về hình ảnh trước đã. Rồi vậy thì khi đó tan thì nó xác định khi hàm tan thì nó sẽ xác định khi là x khác b chia 2 cộng kb, còn cotang là x khác kb. Rồi mình học lại lý thuyết cái đó nha. Tập giá trị của hai cái tan và cotang thì đều là R. Hàm tuần hoàn hai cái tan và cotang đều là tuần hoàn hết và chu kỳ nó đều là pi. Được ha. Đồng biến nghịch biến thì mình tự coi trong lý thuyết. Nhớ sửa lại trong cái phần hàm cotang á, thì cotang là hàm số nghịch biến trên từng khoảng nha. Nghịch biến trên từng khoảng kb cho tới pi cộng kb nha. Em sửa lại trong cái này nha. Là mình nó biết bị lộ hồi nãy thầy nói rồi ha. Biến nghịch biến trên mỗi khoảng kb cho tới pi cộng kb đó, hàm cotang ở dưới đó nha. Nhớ sửa lại nghịch biến nha, phải đồng biến nha, cho nên nó viết nhầm, sửa lại. Rồi, và hàm tan và cotang đều là hàm số, đều là hàm số lẻ. Được chưa? Ok, còn dân mình học á, thì khi mà học qua 2 tiếng á, em thấy từ cái lúc mà 8 giờ trở đi á, tầm qua 2 tiếng là cái bắt đầu cái lúc mà thầy nói với thầy kéo cái hình đi á, nó hơi giật á. Thầy nói rồi, thầy kéo rồi mà tụi em chưa thấy nó đi, thầy cũng thấy là nó chưa đi bởi vì thầy vô bằng hai nick thầy coi được đúng không? Nó hơi lắc. Cho nên là có gì mà nó lắc quá đó thì phải nói nha. Còn lúc mà viết thì nó không delay lắm, nhưng mà lúc mà kéo cái hình đi á là nó delay. Nên là phải nói thầy ha. Hai tiếng đầu thì nó ổn, nhưng mà bắt đầu từ qua cái tiếng thứ ba trở đi là cái zoom bắt đầu nó lắc. Nó hay bị vậy, thầy thấy lớp nào cũng bị á. Ok, bữa nay nhiều nghỉ nha. Còn bài tập về nhà
và cái file thầy viết gì đó, file bài sửa của thầy đó, thì thầy sẽ up lên lại cái Classroom lên nó xem nha. Thầy đi coi nè. Cứ vậy đi, thầy up lên Classroom cái gì lên nó coi. Thầy tập về nhà thì nộp bên đó nha, nhớ cố gắng làm. Hôm đầu tiên học ít thôi, chưa có gì. Và nghỉ ha. Sau nhớ vô lớp đúng giờ nha. Tầm 6 giờ 5, chậm nhất là 6 giờ 10 là mình sẽ học ha. Sĩ số hôm nay là 15 bạn, thì cứ hôm sau đúng 15 bạn mình học. Rồi, bye bye, nghỉ thôi. Chào thầy. Hôm nay báo mấy bạn về em Thành. Dạ. Hôm nay bán mấy bạn. Dạ hôm nay đủ rồi. Đủ à? So với danh sách là đủ à? Dạ. Tại có một bạn ao giữa trường em có báo trung tâm rồi. Ủa danh sách mới là phải danh sách mới là có phải cái danh sách mà chỉ quyền xe bên cái drive không? Dạ đúng rồi, cái danh sách đó. Tại danh sách đó là chưa chỉnh nè, tức là danh sách đó còn phải chỉnh hay sao? Cái này này phải cái này không? Dạ đúng rồi cái đó. Cái này hả? Sao cái này anh thấy tới 17 luôn ta? Dạ cái đó nãy em tính nãy giờ đâu, đi từ 3 cho tới 17 hả? Rồi nó là 15. Trời ơi. Ok, nó là 15 là đủ. Nhưng mà sao có một bạn trong này hồi nãy có bạn Ngô Phương Nghi á, là đâu có trong này đâu. Dạ, có. Ngô Phương Nghi là hình như thêm đúng không? Dạ, số 2 á. Số 2 thì kéo lên. Ủa. À còn... cái nick này à, rồi. Nhớ là 17 chứ. Hồi nãy dạ. Vô học có 15 mà nhớ là có vắng ai? Có ai không học? Dạ, 16 bạn tại cái không có số 13 này nên nó bị nhảy số rồi 17. Không, hồi nãy là có 15 mà. Nếu mà thêm một dạ. Bạn mà ao nữa chừng là có 16 à. À không có số 13. Không có số 13. À ao nữa chừng là đứa nào ta? Dạ Lê Xuân Huy, mà em coi trong cái file lớn đó, thì em thấy bạn đó không học lớp mình, mà nãy chị Nguyên nhờ em thêm bạn đó vào em... do bạn này năm ngoái học ở lớp kia anh cũng có dạy, anh có biết. Ok, do danh sách cái số đánh thứ tự bữa quá nhìn cứ tưởng lộn xộn hết rồi. Ok nghỉ nha, bye bye. Dạ, chứ đợi nãy em thấy có một bạn mà em chưa được hỏi về nó ao, bạn Phương, bạn Văn, bạn Vũ Văn Vương thì nó chưa có vô đất rồi, nãy em có chưa không, chắc em sẽ nhờ anh làm như này.